chương 581, đầu sắt nát su. Ân. Nhìn qua trên mặt đất dài nhỏ vết xe, đứng tại trong thôn trang Macarop cắt cao khóa lại đỉnh lông mày. Hội trưởng. Nghe được sau lưng thanh thúy âm thanh, hội trưởng đại nhân không quay đầu lại, mà là nhẹ giọng hỏi, ngươi cũng phát hiện. Ân. Dường như thấy được sau lưng đại mỹ nữ chỉ vào đầu người, Macarop ngẩng đầu nhìn một cái hoàn cảnh bốn phía, tiếp đó hướng về thôn đi ra bên ngoài. Hy vọng không phải chúng ta nghĩ như vậy. Lần nữa gật đầu một cái, tiếp đó màu ửng đỏ khôi giáp nương bước nhanh đi theo ngoài thôn một chỗ rừng cây khoa thật nhiều nấm a nát hút hút không biết những thứ này nấm mùi vị không biết như thế nào happy nghĩ nhiều như vậy làm gì ăn một miếng chẳng phải sẽ biết đi cách lôi nhìn qua ba cái da hỏa nhào về trước vương đủ mọi màu sắc nấm chửi bậy nữ vương vội vàng nói huy. những thứ này nấm nhìn thế nào cũng không thể ăn đi mẹ mẹ quản những cái kia làm cái gì, nhét đầy cái bao tử quan trọng. Đầy miệng nấm hỏa long. A y vung. Hát Đừng khách khí, nhanh ăn đi. Nhìn thấy băng nội khố đưa tới nấm, chữ bậy nữ vương một bên hướng hắn lắc đầu, một bên bước nhanh vọt đến một bên. Uy, các ngươi đang ăn cái gì a? À? Ngay trên đỉnh đầu khí lúng túng đến cực điểm thời điểm, trên không truyền đến một đạo quát nhẹ âm thanh. Sonia tỷ tỷ, nát su bọn hắn. A đi. Nhìn qua miệng có thể tắt hạ một đầu voi Lucy, cách lôi ba người nhau nhau ngẩng đầu quan sát một giây sau miệng của bọn hắn cũng biến thành cửa thành trong miệng nắm mảnh vụn nhao nhau rơi xuống trên đất đông trung động dữ dội âm thanh bên trong một cái đường kính vượt qua 200 trăm mét bằng đá vạt nước xuất hiện tại trước mặt nát su đám người hoa lạp tràn ra cực lớn sóng nước quay đầu chụp xuống đem nát su bọn người đã biến thành bốn cái ướt sũng ai nha ngượng ngùng thất thủ xin lỗi âm thanh rơi xuống đồng thời một thân nhẹ nhàng khoan khoái mái tóc xù thiếu nữ xuất hiện tại cự hình thạch bát phía trên nhổ ra trong miệng nấm sa lát, trung trung người bên trên dọc nước, hỏa long kinh thanh hỏi, đại tỷ đại, ngươi từ nơi nào làm đến như vậy nhiều thủy A? Lucy, bây giờ hẳn là hỏi là cái này lớn không tưởng nổi bác A. Cách chỗ này mấy chục dặm có cái lũ lục đầm, ta nếm rồi một lần hương vị cũng không tệ lắm, thế là liền mang theo trở về, Sonia, Lucy, không phải chứ? Muốn hay không hung mảnh như vậy? Tự động loại bỏ đi chữa bậy nữ vương hỏa lực sau, băng nội khố hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Đại tỷ đầu, ngài không phải là không có ma lực sao? làm sao còn có thể bay ở trên trời, có thể đem đại gia hỏa này mang về. Soạt một tiếng, hiểu được đám người nhao nhao nhìn về phía thạch bác. Bành. 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 Đang lúc Sonia vì giải thích như thế nào buồn rầu, phía dưới bốc lên ba đám thải sắc sương mù, tiếp đó hai cái màu lam nấm hương người cùng một cái màu hồng nấm hương mèo xuất hiện tại thạch bát phía trước. Ân. Ừ. Không đợi băng nội khố cùng hỏa long lẫn nhau chế dẻo, phía trên mái tóc xù thiếu nữ vèo một tiếng bay xuống, lôi kéo ba người một mèo liền hướng phụ cận ngọn núi cao nhất phóng đi. Ngay tại Sonia bọn người rời đi không bao lâu, trong thôn bốc lên nồng nặc hào quang màu tím, theo sát lấy trong thôn công trình kiến trúc dần dần bắt đầu vặn vẹo. Ầm ầm. Chốc lát, công trình kiến trúc hoàn toàn tiêu thất, vô số cây xúc tu hướng về bốn phía rút tới. Ta đi. Những này là đồ vật gì, cách lôi. Có trời mới biết. Lucy. Natsu, cách lôi, các ngươi như thế nào treo lên một đóa nấm A. Nghe được yêu tinh nữ vương lời nói, đám người lúc này mới lần nữa chú ý tới biến thân người nấm lại nói. Eo gia đại nhân, ngài có phải hay không đem ta đem quên đi? Bản thân chửi bậy hát Ha ha. Băng nội khố, ngươi vậy mà đỉnh một đống nấm. Nát su. Hừ. Nói thật giống như ngươi không phải. Hắc hắc. Không nghĩ tới hai người các ngươi vậy mà có thể ăn. Ma uy uy, Bây giờ hẳn là chú ý chính là phía dưới cái kia một đoàn A. Chửi bậy nữ vương. Cũng may trong bọn này thần kinh thô gia hỏa còn có người bình thường, thế là chủ đề rất nhanh bị kéo về bình thường ai kéo về đến ăn hàng phương hướng cái kia các ngươi nói những vật kia có thể ăn được hay không a à? sonia nghe nói như thế makarov xoa cầm trầm tư mấy giây sau đó nói mặc dù thứ này nhìn xem ăn không quá ngon nhưng mà cũng chỉ đành chấp nhận một chút không phải chứ các ngươi thật muốn ăn những vật kia lucy nguyên liệu nấu ăn kém một chút không quan hệ chỉ cần nấu nướng kỹ thuật thật tốt là được rồi Elia này liền định nghĩa trở thành nguyên liệu nấu ăn mộng bức lucy phanh theo đại tỷ đầu cùng eo da lên tiếng hỏa long không chần chờ chút nào hai chân đạp mạnh mặt đất hóa thành một đạo hỏa tiễn bay vụt ra ngoài mắt phượng đứng lại cho ta dứt lời băng nội khố cũng lao ra ngoài ha ha mặc dù nương thang cùng đâm thân là không sai lựa chọn nhưng mà cuối cùng kém một chút ý tứ tiểu e đến ngươi bộc lộ tài năng thời điểm đại tỷ đầu ngài cứ yên tâm đi Sư màu ửng đỏ trùng sáng bắn ra, tiếp đó ở giữa không trung đã biến thành người mặc thiên luân chi khải yêu tinh nữ vương. Bá! 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 Mấy đạo hàng quang lóe lên, trên mặt đất xuất hiện một đống kích thước tiêu chuẩn màu xám dài mảnh, cùng lúc đó, Nát Su cùng cách lôi cũng hoàn thành thịt kho tàu xúc tu cùng kem tươi xúc tu chế tác. Hội trưởng, chúng ta nhanh đi nếm thử A. Hướng về phía đại tỷ đầu khẽ gật đầu, tiếp đó hai người hướng về phía dưới khu tiệc đứng đi đến. Cho. Ăn đi. Tiếp nhận yêu tinh nữ vương đưa tới màu xám dài mảnh, chữ bậy nữ vương ghét bỏ mà nói, cái này thật có thể ăn không? Loại điều kiện này phía dưới, chỉ có thể chấp nhận một chút. Nói xong, yêu tinh nữ vương răng rắc cắn một cái xuống dưới, thấy tình cảnh này, chữ bậy nữ vương cũng chỉ đành ăn theo hạ thủ bên trong dài mảnh. Cùng thời khắc đó, Natsu ăn chính mình thịt kho tàu xúc tu, cách lôi thì nếm chính mình kem tươi xúc tu, a, à. Quên nói, Happy đang cùng ghế đẩu chơi đùa, cho nên không có để cho hắn ra sân. Phốt Makarov hai người mới vừa đến trước mặt cách lôi, ăn xúc tu bốn người toàn bộ đều sắc mặt xám trắng nôn mửa liên tu. May mắn lẫn nhau liếc nhau một cái, tiếp đó chuẩn bị ăn thức ăn tự chọn hai người ho khan một tiếng, liền chuẩn bị rút lui. Ông! Đúng lúc này, hào quang màu tím lần nữa lập lòe, bao trùm ở trên mặt đất gạch đá gạch nói vụn đột nhiên hướng về bốn phía bắn bay ra ngoài. Mau bỏ đi! Không đợi đại tỷ đầu lên tiếng nhắc nhở, tử quan xuất hiện nháy mắt, nát su bọn người liền hướng một bên vách núi bay vút lên mà đi, nhưng mà thủy chung là chậm một bước. Lucy. Đại tỷ đại cứu mạng A. Happy. Hỏng bếp. Elja. Đáng giận A. Cách lôi. Ta sát. Có bản lĩnh đi ra đại chiến một trận. Natsu. Đang lúc mọi người ánh mắt điểm mù, Sonia cùng Makarov nhanh chóng trao đổi mấy cái ánh mắt, cuối cùng Sonia nhanh chóng gật đầu một cái. Một giờ sau, trao ba đại hạp cốc ngoại vi. Ai? Không nghĩ tới không chỉ không có nhận được ăn, còn lấy lại nhiều như vậy thủy. Natsu, chúng ta lại không mang được, đưa cho bọn họ vừa vặn, lại giả thuyết, nhân gia còn giúp chúng ta lấy xuống trên đầu nấm đâu? Cách lui. tắc các ngươi thật đúng là lạc quan. A. À. Lucy, nhìn phía trước cười đùa không ngừng mấy người, đi ở hậu phương yêu tinh nữ vương thấp giọng hỏi, hội trưởng, đại tỷ đầu, xử lý như vậy thật sự được không? Ha ha, chúng ta chỉ là dùng thủy cùng thông dân đổi bức bản đồ mà thôi, có cái gì không được sao? Sonia, ừ, gật đầu Makarov trong nháy mắt lĩnh hội tinh thần màu ửng đỏ không nói gì nữa bước nhanh đi đến kiếm bạc nổ trương hp 2 số 3 bên người kéo lấy bọn hắn hướng trong nhà đi đến mấy ngày sau ferry teo ha ha vẫn là trong công hội thoải mái hơn a à. phun lửa nát su uy uy thối hỏa diễm đừng làm sự tình băng nội cố cắt nam tử hán nên nam tử hán a à. hp đâu lucy Nghe nói vì Âu Á cùng Nhiếp Cus trở về, hắn liền chạy tới tìm bọn hắn, Levi. Kể từ cao ba đại hạp cốc thường thức lớn quán thâu sau đó, chữ bậy nữ vương đối với Ferry theo tình huống nội bộ có hiểu rất sâu. Bởi vậy, nàng là biết mặt khác hai cái người siêu Việt, hơn nữa còn biết ba ở giữa hỗn tạp quan hệ. Không nghĩ tới màu lam con mèo ở phương diện này thành thục như vậy, sao cái nào đó gia hỏa tốt hơn nhiều. Lucy. Mẹ. Ừng ực. Đem trong miệng bánh ngọt ô mai nuốt vào sau đó, Yêu tinh nữ vương dơ trong tay nĩa nói, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn chỉ là ra ngoài cắm trại giả ngoại mà thôi. Eo gia, mau tới cùng ta phân cao thấp. Chữ bậy nữ vương vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, kết quả bị hỏa long thô bạo đánh gãy. Ta cũng đã lâu không cùng ngươi chân chính đấu qua, vừa vặn bây giờ có thời gian, vậy liền đem trước đây lời hứa đổi a. À. Nói xong, yêu tinh nữ vương thả xuống nĩa, đem không ăn xong bánh ngọt ô mai giao cho trong quầy ba mi ra giang, tiếp đó quay người hướng về công hội đi ra bên ngoài. Trong lúc chốc lát kia, Bên trong đại sảnh tất cả mọi người vội vàng đi theo ra ngoài. Trắc. Trắc. Nhìn qua vòng chiến nội bộ hoạt động tay chân Hỏa Long cùng yêu tinh nữ vương, chửi bậy nữ vương hướng về bên người băng nội cố hỏi, các ngươi cứ như vậy nhìn xem, không ngăn trở sao? Hắc hắc. Đây chính là ferry teo kiệt tác nhất hoạt động, bình thường còn không nhìn thấy đâu, lại giả thuyết hai người này nghiêm túc nhưng không có người có thể ngăn được bọn hắn. Đắc su, cố lên. Ma Cao, Dạng này mới đúng, nam tử hán nên nam tử hán. Mô định rời tay, Mô định rời tay. Natsu chiến thắng một bồi tám, Eo gia một bồi một. Nghe phía bên ngoài tiếng la, ăn Dư quần chúng còn chưa nói cái gì, trong vòng Natsu trong nháy mắt không chịu nổi. Ta đi. Sonia Aji, ta có yếu như vậy sao? Bá. Trong lúc chốc lát kia, vây xem đám người từ giữa đó một phân thành hai, liền thân là người đối chiến Eo gia đều ngoan ngoãn trốn ở một bên. Oanh. Một cổ cột lửa ngất trời xuất hiện tại công hội trước cửa đồng thời hướng về hỏa long nhanh chóng ép tới gần. Tiểu nạp nạp, ngươi không tệ. Rất. Không. Sai. Chương 582, A kế hoạch bắt đầu. Trăng rắc. Gạch đá bắn tung tóe bên trong, kèm theo hỏa diễm đặc hiệu, mắt phóng hồng quang Sonia đại tỷ đầu đeo kỹ năng bị động thiếu lâm kim cương thối đi tới đầu thiết long trước mặt. Hắc hắc. Nát su tiểu ca ca, ngươi thật đúng là khiến người ngoài ý a. Nhìn qua vương hướng chính mình khuôn mặt trắng nõn ngọc trưởng, nát su trên lưng chảy ra vô số mồ hôi lạnh cái kia sonia lớn phanh không đợi đầu sắt em bé đem câu nói kế tiếp nói xong ngọc trưởng đã biến thành thiết quyền nặng nề mà rơi vào trong nát su khuôn mặt bởi vì sonia đại tỷ đầu khống chế lực đạo vô cùng tốt bởi vậy nát su cũng không có bay ra ngoài mà là cùng đại tỷ đầu cánh tay hoàng mỹ dung hợp tựa như mặt của hắn vốn là dài như vậy phải hừ hô đông theo đại tỷ đầu cánh tay phát lực nát su hào lưu tinh chùi y liền khắc vào trong lòng đất ngay sau đó chính là vô cùng tuyệt vời rắc hòa âm đông trăng rắc rắc phốt nhìn qua vong tình diễn tấu sonia đại tỷ đầu đám người không chỉ không có đi lên can ngăn ngược lại triển khai kịch liệt mà nghiên cứu thảo luận các ngươi cảm thấy nát su có thể gắn bao lâu hoa ca ba hai trăm di ta cá ba mươi giây ma cao cắt ngươi cũng quá xem thường đại tỷ đầu ta gấp bội đánh cược 15 giây. Kana. Đại tỷ đầu mặc dù hung mảnh, nhưng mà Natsu thế nhưng là nam tử hán, làm sao lại nhanh như vậy, như thế nào cũng có thể kiên trì 10 giây a. Enfan. Uy uy. Ngươi đây càng xem thường hắn đi. Xạm mặt lại đám người. Cách lôi, bọn hắn đang đánh cược cái gì, Lucy? Mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường, băng đồ lót khẽ cười nói, còn có thể đánh cược gì, đương nhiên là Natsu sẽ ở thứ mấy giây ngất đi. Không phải chứ? nát su thực lực biến thái như vậy, làm sao có thể? Không đợi chữa bậy nữ vương đem lời nói xong, ăn dưa trong vòng sôi trào. Ta à đi. Vậy mà chỉ giữ vững được 8 giây. Kho lợi. Hố A. Ma cao. A. À. Cái này liền thổ cũng không có ăn. Đạt tác. Nát su gia hỏa này thực sự là quá hố, những thứ này toàn bộ thu sạch. Hoa ca ba. Đáng đời, để các ngươi cờ bạc trả ra gì, lạp cơ. Chính là, Kana. Các ngươi chúng nam sĩ. Ha ha. Đại tỷ đại nhưng tại nỗi nóng đâu, các ngươi làm như vậy thật tốt sao? Đột nhiên xuất hiện linh hoạt kỳ ảo tiếng nói cả kinh đám người toàn thân lắc một cái, theo sát lấy bọn hắn vô ý thức nhìn về phía sau lưng. Liệt Na. Ma Cao. Hướng về phía đám người mỉm cười, tóc vàng mỹ nhân không nói gì nữa, mà là tiếp tục thưởng thức phía trước hòa âm. Đúng vào lúc này, Sonia đại tỷ đầu đột nhiên ngẩng đầu, dùng lập lòe hồng quang hốc mắt quét về phía bên này. Trong một chớp mắt, đám người hoa cúc căng thẳng mấy cái can đảm không tốt càng là ngất đi. Từng ực. Ngay tại không khí sắp bị đập vụn thời điểm, một cái bàn tay màu xanh lục tại trong hét to âm thanh xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt. Dừng ở đây rồi. Trong lúc chốc lát kia, đám người dùng đủ loại ánh mắt nhìn về phía đột nhiên xuất hiện tại sân trung ương lục sắc ít xanh người, khụ khụ. Đủ loại ánh mắt nguyên nhân là cái gì, đại gia hẳn là đều đoán được a. À. Theo hòa âm sân bãi lâm vào yên tĩnh, lục sắc ít xanh người mở miệng nói ra, bình nghị hội tiếp vào tố cáo một cái người mặc khôi giáp tóc đỏ nữ ma đạo sĩ công nhiên phá hủy trao ba thành cùng phụ cận hai tòa sơn mạch, bởi vậy đặt mệnh bản thân đến đây truyền gọi người hiềm nghi Elza, Salet. Nói xong, lục sắc cách xanh người cho trong sân Sonia đại tỷ đầu đưa tới một cái ánh mắt cầu xin, không có cách nào a, à, ai bảo hắn hoàng mỹ quan sát cả tràng nát su rắc hòa âm đâu. Hừ. Lưu lại một đạo hừ lạnh, Sonia tiếp nhận liệt na đưa tới khăn mặt, cùng đối phương cùng một chỗ biến mất ở công hội trong đại sảnh. Hô. Vô ý thức thở vào một cái, theo sát lấy ếch xanh nhân vọng hướng yêu tinh nữ vương. Cần ma phong thạch thủ còng tay sao? Nhìn lướt qua bốn phía hung thần ác sát tồn tại, ếch xanh trong lòng người thầm nghĩ, còng tay. Tỷ tỷ, ta còn muốn còn sống rời đi ở đây đâu? Eo gia tiểu thư, ta chỉ là phụng mệnh đến đây xin ngài đi thẩm tra đối chiếu một chút tình huống, cũng không phải bắt tội phạm. Không mình hành lễ đồng thời, ít xanh người không để lại dấu vết mà quét mắt một mắt đám người. Phát hiện mình trong tưởng tượng loại kia tình huống nguy hiểm chưa từng xuất hiện, Tết xanh trong lòng người vui mừng nói, may mà ta không có làm loạn. Đi thôi. Nhìn qua trước tiên cất bước rời đi yêu tinh nữ vương, Tết xanh người lần nữa hướng về đám người cuối người hành lễ, tiếp đó bước nhanh đi theo. Đảo Galuna, miệt thần di tích ngoại vi. Phần Phật. Đen như mực chặt chẽ trong bụi cây truyền đến một đạo âm thanh, theo sát lấy hoàng mỹ vô khuyết dịp màn phía trên xuất hiện một cái lỗ hổng nhỏ, tại ngân sắc ánh trăng chiếu rọi xuống, một đôi lập lòe giảo hoặc mùi vị con ngươi màu bạc lăn mấy vòng. Chốc lát, con ngươi màu bạc một lần nữa ẩn vào hắc ám diệp màn cũng khôi phục lại trạng thái hoàng mỹ ây sơ lão sư ngươi người học sinh này thật là đần cư nhiên bị lão cha lừa nhiều năm như vậy nghe được con ngươi màu bạc lời nói đối diện mộng nước con mắt đáp ha ha ngươi nếu là tận mắt nhìn đến tình hình lúc đó chỉ sợ ngươi cũng sẽ bị lừa gạt Chắc. muôn vàng mộng ức ta đã đã luyện thành làm sao lại bị lão cha lừa gạt băng đầu ngón tay cùng xương đầu thanh thúy trong tiếng va chạm Mỏng nước con mắt trêu đùa, chỉ bằng ngươi cái kia gà mờ huyễn chi ma pháp, còn nghĩ cùng cha ngươi tên biến thái kia so. Hắc hắc. Athena lão sư quả nhiên không có nói sai, lão cha trong mắt các ngươi thật là biến thái a. Không biết nghĩ tới điều gì, mỏng nước con mắt sửng sốt mấy giây, giả vờ tức giận nói, "Tốt. Tiểu nha đầu, thậm chí ngay cả lão sư đều trêu đùa, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Nha. A sơ đại nhân thẹn quá hóa giận, muốn giết người diệt khẩu rồi. Nhìn qua biến mất ở trong bóng tối ánh sáng màu bạc mỏng nước con mắt tức giận lạnh trên một tiếng, tiếp đó kêu to hướng một phương hướng nào đó đuổi theo. Ông! Ngay tại hai người rời đi trong nháy mắt, phía trước nguyệt thần trong di tích truyền đến từng trận ngâm sướng, theo sát lấy, một đạo tử sắc quan chú y từ trên trời giáng xuống, đem trọn tọa di tích đều bao phủ ở bên trong. Ân! Tử sắc quan chú y xuất hiện nháy mắt, đang tại lẫn nhau truy đuổi sư đồ hai người trong nháy mắt ngừng lại. Ê sư lão sư, đây chính là nguyệt chi tích A. Không tệ. Ha ha, vậy chúng ta liền đi chiếu cố cái kia Delio ra, xem là hắn mạnh, vẫn là chúng ta sư đồ liên thủ lợi hại. Đi là có thể, nhưng mà ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, ta sẽ lập tức mang ngươi ly khai nơi này. Yên nào, ta còn không có đem thối lão cha râu ria nắm chặt quan xuất khí đâu, mới sẽ không làm loạn. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Furry nhĩ tư, hoàng cung nghị sự đại điện. Khởi bẩm điện hạ, đình mây đại nhân cầu kiến. Tốc thỉnh. Là. Thị nữ rời đi không bao lâu, lại lần nữa xuất hiện tại trước cửa điện, đồng thời còn mang đến một người mặc mũ che màu tím da hỏa. Đình mây gặp qua điện hạ. Nhìn qua tất cung tất kính hành lễ tím áo choàng, dựa nghiêng ở trên ngai vàng màu ửng đỏ lắc đầu nở nụ cười, tức giận nói, đi. Giả trang cái gì dạng A, cút nhanh lên đi vào. Hắc hắc. Cười ngây ngô mấy giây, tím áo choàng một cái giật xuống mũ trùng, bước nhanh xông vào đại điện bên trong. Ai? Ngươi cái tên này cũng đừng quá mức, cho ta trung thực đứng vững. Màu ửng đỏ dứt lời sau đó, đang chuẩn bị song long tranh châu tím áo choàng trong nháy mắt cứng ở bàn phía trước phanh một đầu ngón tay đem tím lưu manh đánh phía dưới thềm son hoàng hậu điện hạ lười biến hỏi người đêm khuya đến đây cũng không phải là vì đồ nghịch lưu manh a à? nghe nói như thế màu tím lưu manh thu hồi trên mặt nhan sắc đổi lại nghiêm túc hồi bẩm điện hạ vừa mới tiếp vào số một tin tức giao lan dưới quyền u đề nhã vừa mới dịch dung rời đi bình nghị hội hướng về ha gông phương hướng mà đi mặt khác aser đại nhân truyền đến tin tức đạo kia tử sắc quan chù y xuất hiện ha ha. Xem ra đảo ác ma phải bắt đầu náo nhiệt. Điện hạ, những tên kia sẽ không tình nguyện tịch mịch, chúng ta muốn hay không phái người đi trợ giúp công chúa điện hạ cùng A Sơ đại nhân. Trầm tư phút chốc, ứng đỏ nữ vương lắc đầu. Bằng A Sơ thực lực, toàn bộ Isga còn không có mấy người người có thể tổn thương các nàng, chớ đừng nói chi là tiểu gia hỏa kia thế nhưng là hoàng mỹ kế thừa bại hoại bản sự A. Không biết nghĩ tới điều gì, đình mây vô ý thức vuốt vuốt chính mình cái mông. Điện hạ nói là. Đúng. A kế hoạch đã bắt đầu ngải đứa bé kia không lâu sau đó liền sẽ đi tới đảo Galuna để cho hơ bọn hắn làm tốt tiếp ứng mặt khác để cho Sonia mọi thời tiết chờ thời tùy thời chuẩn bị cứu viện là thuộc hạ cái này liền đi an bài đưa mắt nhìn tím áo tròn biến mất ở trong màn đêm màu ửng đỏ sửa sang lại quần áo nhìn qua trên đỉnh đầu sáng người nhất ánh sao sáng nói nhỏ a à, kế hoạch đã bắt đầu hai đứa bé cũng đã trưởng thành người cái tên này lúc nào đem thiếu quà sinh nhật của ta đưa tới a à? a à, thu đang tại tử thủy tinh trung bàn đầu gối mà ngồi tắt đai eo đột nhiên hắt hơi một cái cùng lúc đó toàn thân trên dưới bốc lên vô số viên nổi da gà Ta đi cái này thủy tinh liền nói khe hở cũng không có từ đâu tới hàng khí cùng gió lạnh a t hít một hơi lãnh khí bên trong lão tắt một lần nữa xác nhận một chút tử thủy tinh trạng thái tiếp đó lại lần nữa nhắm mắt bắt đầu minh tưởng magnolia ferry teo phòng nghỉ a đại tỷ đầu ta sai rồi tha mạng a dùng sức xốc lên mí mắt tiếp đó hỏa long trái lông mày phía dưới trứng gà chậm rãi mở cái lỗ ngạch bởi vì cái kia ngoại trừ cái này trứng gà hỏa long những bộ vị khác tất cả đều bị băng vải quấn chặt thực trong lúc chốc lát kia chói mắt bạch quang lấp kính hỏa long con ngươi t ta đây là ở đâu đồ đần đương nhiên là tại trong công hội hỏa long đang tại mộng bức thời điểm trên đỉnh đầu lần nữa truyền đến âm thanh đại tỷ đầu ngài cũng không phải không biết nát su gia hỏa này vốn là đầu óc liền không dùng được lại bị Sonia đại tỷ đầu nhấn trên mặt đất đánh tơi bời một trận, đầu óc thì càng không đủ dùng. Cus, ngươi thiếu nói loạn, Natsu mới không phải đầu óc không dùng được đâu, hắn căn bản là không có đầu óc tốt phạt. Vốn là nghe được Cus lời nói, Natsu trên trán đã bốc lên vài gốc hắc tuyến, nghe tới cái cuối cùng âm thanh, bổ sung năng lượng xong phẫn nộ hỏa trụ long vụt một tiếng bắn lên, chỉ vào đỉnh đầu quát to. Ô ô, hu hu ô ô. Đừng quên, Natsu hàng này ngoại trừ mắt trái tất cả đều bị phong, cho nên. Hắc hắc chương 583, lộ ra mặt nước thế lực thần bí. Ô ô, hu hu ô ô. Nhìn qua kích động không thôi hỏa long, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn màu tím con mèo hỏi, Happy, gia hỏa này đang nói cái gì? Mặc dù Natsu bởi vì kích động đem miệng phụ cận băng vải nuốt vào, tạo thành một miệng mơ hồ, nhưng mà xem như sớm chiều chung đụng con mèo, Happy vẫn là tại trong nháy mắt hiểu được đối phương đang giảng cái gì. Thế là, hắn treo lên vô số hắc tuyến hướng bên cạnh thân màu tím con mèo giải thích nói, đại tỷ đầu, Natsu để chúng ta tiếp cùng hắn quyết đấu, nếu không thì cùng chúng ta tuyệt giao. Không đúng sao, tại sao ta cảm giác hắn đang mắng chúng ta? Nhiếp Cus Bị người đâm thủng tiểu tâm tư, lam mèo trên trán tuôn ra càng nhiều hắc tuyến. Hừ. Không hổ là Phượng Nhãn Nam, thực sự là đầu sắc. Vì Âu Á. Dường như mắng mệt mỏi, cũng rất giống suy nghĩ minh bạch cái gì, hỏa long đặt mông ngồi xuống, bắt đầu phá giải trên người băng vải. Quy, gia hỏa này muốn làm gì, Vì Âu Á. Tỷ lớn, hắn sẽ không phải chuẩn bị đi tìm Sonia đại tỷ đầu quyết đấu a. À? Nhiếp Nghe được tiểu đệ phỏng đoán, màu tím mèo đỉnh lông mày dần dần vặn chặt. Không có khả năng. Natsu mặc dù đầu óc không nhiều, nhưng mà hắn còn không đến mức đi tìm chết, hắn hẳn là chuẩn bị đi tìm Elza. Tìm tiểu nha đầu quyết đấu. Happy hướng về phía màu tím con mèo gật đầu một cái, biểu thị đối phương phỏng đoán chính xác không sai. Quy lại không ra tay ngăn trở, gia hỏa này liền muốn chạy trốn. Nghe được Hoàng miêu mễ mà nói. Happy, hai người vừa hay nhìn thấy chuẩn bị thoát ra ngoài Natsu, nhanh đi đem vật kia đẩy đi tới. Vi -A. A Âu Á, tắc Happy về một tiếng bay ra ngoài, mà Nipcus cùng Vi Âu Á thì bằng vào một cái bổ nhào, đem vừa mới đứng lên Natsu chống. Vi Âu Á, nhanh chóng thả ta ra. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, tiếp đó bọn hắn bắt đầu cao tốc xoay tròn. Quy, các ngươi muốn làm gì? Quẹ. Nhìn nhất tiết Tam Thiên xích Natsu, Nipcus cùng Vi Âu Á lần nữa liếc nhau tiếp đó động tác chỉnh tề mà vĩnh mép. Rầm rầm. Liền tại bọn hắn khống chế lại hỏa long trong nháy mắt, Happy kéo lấy một chiếc bằng gỗ xe ba gác vọt vào gian phòng. Đại tỷ đầu. Nghe được Happy la lên, vì Âu Á cùng nhiếp cô hướng về phía hắn gật đầu một cái, tiếp đó chậm rãi giảm xuống phi hành độ cao, đem nát su nhét vào xe ván gỗ bên trên. Các ngươi. Quẹ. Mới vừa từ trong cao tốc xoay tròn khôi phục lại, lời nói chưa nói xong, Natsu liền bị bộc phát phương tiện giao thông hội chứng cho chi phối. Kế tiếp có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, vì Âu Á. Sonia đại tỷ đầu cũng thực sự là cẩn thận, Elja đã rời đi thời gian dài như vậy, Natsu gia hỏa này coi như lợi hại hơn nữa cũng đuổi không kịp A. Nhíp Phanh. Màu vàng mèo âm thanh vừa mới rơi xuống, vì Âu Á liền thưởng hắn ba viên Takoya. Không nói lời nào ngươi sẽ chết A. Mặc dù trong lòng xem thường, nhưng mà tỷ đại phát lời nói, Nhíp cũng không dám nói thêm gì nữa. Happy, ngươi lưu lại nhìn xem gia hỏa này chờ một lúc ta cùng nhiếp cút tới thay ngươi hảo ba lam đồng minh cứ điển bí mật không nghĩ tới thiếp chi sâm những phế vật kia vậy mà nắm trong tay kéo kéo bái bên thứ ba hừ hừ vậy thì thế nào còn không phải bị những người kia cho vài phút thu thập người thứ tư những người kia có thể làm đến những thứ này rất bình thường không đáng ngạc nhiên chân chính để cho người ta sợ hãi là tiểu nha đầu kia hay cắt ferry teo những tên kia mặc dù thực lực không tệ nhưng mà bình nghị viện những cái kia chó dại sẽ không nhìn xem bọn hắn làm loạn bởi vậy bọn hắn cường đại hay không cũng không trọng yếu những cái kia núp trong bóng tối gia hỏa mới là đại phiền toái minh vương đi qua thời gian ngắn trầm mặc mấy đạo bao phủ ở trong bóng tối thân ảnh nhau nhau gật đầu một cái nếu như không phải eo gia đưa tới bạo động muốn tìm được những tên kia thật đúng là khó khăn nhưng là bây giờ đi hừ hừ người thứ tư không tệ chỉ cần bọn hắn lộ đầu liền sẽ đừng nghĩ an ổn phát triển bên thứ ba A nha nhân loại các ngươi thực sự là phiền phức minh vương mạc nhĩ đức ngươi có thể mặc kệ a à, nhưng mà về sau nếu là không có địa bàn cũng đừng phàn nàn chúng ta không giúp đỡ người thứ tư tính toán tính toán ta liền ra tay giúp các ngươi một lần tốt minh vương hừ hừ mạc nhĩ đức ngươi bớt ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mẻ, hay hừ tốt đều đừng đấu khí nhanh chóng xuống chuẩn bị đi người thứ tư chỉnh tề vang lên bốn tiếng thở dài tiếp đó trong phòng họp mất đi ánh sáng một lần nữa quy về hắc ám hội trưởng chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ cách lôi đúng vậy a à. đám người nhìn qua quần tình xúc động phẫn nộ đám người makarov mở ra đóng chặt mắt trái tức giận nói các ngươi muốn làm gì trong lúc chốc lát kia đám người nhao nhao cúi thấp đầu trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết cộc cục. cộc 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 đột nhiên xuất hiện thanh thúy tiếng bước chân đánh vỡ yên tĩnh đem mọi người ánh mắt toàn bộ đều hấp dẫn tới một giây sau, Liệt Na Đại Mỹ Nhân bước nhanh xuyên qua công hội Đại Môn, đi tới trước mặt hội trưởng. Điều tra rõ ràng. Hướng về phía hội trưởng gật đầu một cái, Mỹ nữ tóc vàng môi đỏ khẽ mở. Đã đã điều tra xong, Bình Nghị hội lần này cũng không phải là chân chính muốn bắt eo gia, mà là thông qua loại phương thức này che giấu một chút kéo kéo bái tồn tại. Hừ. Bọn gia hỏa này thực sự là. Hừ, Makarov. Nghe được đồng bạn không có nguy hiểm tính mạng, cách lôi bọn người nhẹ nhàng thở ra, khụ cụ. Fairy teo thần kinh tuyến mọi người đều biết, cho nên bọn hắn chỉ là nhẹ nhàng thở ra, cái gì khác đều không làm. Đúng, hội trưởng, Yajima tiên sinh để cho ta nhắc nhở ngài, đám người kia bắt đầu hành động. a, à. chính là. Hảo, ta đã biết, xuống nghỉ ngơi đi. Là. Ngay tại Liệt Na vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, hậu phương phòng chăm sóc sức khỏe bên trong truyền đến trích lên một tiếng, theo sát lấy một đạo bạch bào thân ảnh lão đảo xông đi ra. Không xong. Natsu cùng Happy không thấy. Ừng ực. Nghe nói như thế, Macaroth đầu tựa vào trên sàn nhà, trong đại sảnh những người khác cũng đi theo té ngã trên đất. Hai cái này đần độn sẽ không phải chạy tới bình nghị hội đi. Kana. Bằng vào ta đối với vượng nhãn nam tên ngốc đó hiểu rõ, nhất định là dạng này. Cách lôi. Lần này bị chơi khăm rồi. Mira. Nam tử hán. Enfan. Bành. Đem chính mình từ trên sàn nhà rút ra sau đó, hội trưởng đại nhân tức giận chất vấn là cái nào đồ đần tiết lộ eo ra sự tình. Đám người vội vàng lắc lắc đầu, đồng thời vô ý thức dời về phía sau một khoảng cách. Vậy mà để cho Happy đi xem lấy Natsu, ta cũng thực sự là cú bản. Tỷ lớn, ta. Ta. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, để non thấp giọng hai con mèo meo trong nháy mắt trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhìn thấy nhóm người mình bại lộ, Vi Âu Á bất đắc dĩ tiến lên hai bước, nhẹ giọng giải thích, "Hội trưởng, vừa mới chúng ta khống chế Natsu thời điểm, không cẩn thận nói lộ ra miệng, xin ngài trách phạt." "Các ngươi?" "Ai?" thở dài rơi xuống nháy mắt, khôi phục tỉnh táo hội trưởng đại nhân mở miệng nói ra, các ngươi lập tức đuổi theo, nhất thiết phải đem cái kia hai cái đồ đần ngăn ở bình nghị hội bên ngoài. Là, tiếng mèo cùng hoàng miêu bay đi sau đó, Makarov lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Liệt Na. Liệt Na, Sonia lúc nào có thể trở về? Tỷ lớn mang theo Lucy ra ngoài thi hành nhiệm vụ, nhanh nhất cũng muốn đợi đến buổi sáng ngày mai mới có thể trở về. Thật là, mỗi lần cần những người này thời điểm, bọn hắn đều không có ở đây tiếng của hội trưởng vừa mới rơi xuống, một đạo yếu ớt âm thanh từ phía sau hắn bay tới. Hội trưởng đại nhân, ngài xem chúng ta có thể đảm hay không đảm nhiệm được a? À? Già khăn rêu, chu chiêu, hai người các ngươi trở về lúc nào? Makarov. Nghe nói như thế, hai cái đại đại người trong suốt nhãn hiệu đâm tiếng hai người ngực, khiến cho hai người như bị sét đánh, đầu ván mắt hoa, ngạch. Chính là lệ rơi đầy mặt, thiên lôi kích đỉnh, kinh ngạc cái chủng loại kia trạng thái. Hội trưởng đại nhân, hai chúng ta ngày trước trở về, đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ rời đi, già khăn rêu, chu chiêu, không chỉ có như thế, chúng ta còn tại bên người ngài uống hai ngày rượu, ăn xong vài bữa cơm đâu. Mặt mo đỏ hồng, tiếp đó ma ca rốt ngượng ngùng nói, cái kia. Vì Âu Á bọn hắn chỉ sợ ngăn không được nát su tên gốc đó, hai người các ngươi mau đuổi theo. Minh Bạch. Bình nghị hội bản bộ. Đã lâu không gặp. Thanh âm đầy truyền cảm đột nhiên xuất hiện trong hành lang, đem đang tại đi về phía trước lục sắc thanh qua nhân sợ hết hồn. Giao Lan Đại Nhân thấy rõ ràng trong hành lang bóng người sau, lục sắc thanh qua nhân bịch một tiếng quỳ xuống. giao lan, ha ha, đừng kích động, ở đây có thế không nhịn được sự hành hạ của ngươi. đi qua thiếu niên tóc xanh nhắc nhở, eo gia trong nháy mắt ý thức được tình cảnh của mình, thế là cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói, hy vọng ngươi một mực đều như thế tận trung cương vị. đây là tự nhiên. hướng về phía màu ửng đỏ mỉm cười, thanh niên tóc lam nói tiếp, tốt, thời gian quý giá, chúng ta chờ một lúc gặp lại. ông dứt lời, thanh niên tóc lam thân thể dần dần trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trong hành lang. hô, Hồ. một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đem thanh qua nhân trên thái dương mồ hôi đưa đến trên mặt đất, khiến cho cả người hắn run rẩy một chút. không, không nghĩ tới ngươi lại còn nhận biết thứ đại nhân vật này. eo gia tựa như không có nghe được thanh qua nhân thoại, sắc mặt lạnh lùng đáp, chúng ta nên đi tòa án. dứt lời, yêu tinh nữ vương cất bước hướng về phía trước kiến trúc đi đến, thanh qua nhân nhanh chóng đứng lên đi theo bây giờ bắt đầu tổ chức ma đạo The Inquisition, bị cáo Elia, Salet, mời lên lời chứng đài. Nghe được ít xanh quan thư ký mà nói, ứng đỏ nữ vương chậm rãi đi lên lời chứng đài. Bị cáo Elia, Salet, lúc trước thiết chi xâm phát động kéo kéo bái trong sự kiện, người hư mất bộ phận áo ni bát nhà ga, phá hủy Lucica hẻm núi cầu sắt, còn có rao ba thành tất cả dương phòng cùng với phụ cận hai tòa sơn mạch, ít xanh thư ký. Đây là người bị tố cáo làm tổn thương hiềm nghi, căn cứ người chứng kiến cung cấp lời chứng, nghi phạm là mặt khôi giáp nữ ma đạo sĩ, ngươi. ầm ầm. Âu Cách vừa mới nói đến đây, yêu tinh nữ vương sau lưng đột nhiên phát sinh một hồi nổ tung, vô số gạch đá mảnh vụn hướng về theo in bên trong bắn nhanh mà đi. Chương 584, mục tiêu đảo Galuna, xuất phát. Mảnh liệt bạo phong đem eo da màu ửng đỏ tóc thổi đến từng chiếc dựng thẳng, càng đem yêu tinh nữ vương đưa vào trạng thái mộng bức. Ha ha. Sau lưng tiếng cười phát ra trong nháy mắt, nữ vương điện hạ cả khuôn mặt trong nháy mắt đen lại. Phá hư nhà ga cùng ba thành chính là bản đại gia, Phi. Là bản đại tiểu thư, có bản lĩnh tới bắt ta à? Dứt lời, một người mặc giản dị nữ tính áo giáp hình người sinh vật xông vào tầm mắt của mọi người, theo sát lấy the in quy sần bên trong sắc mặt của mọi người đều tối xuống. Ha ha! Có phải hay không bị bản lớn? Tiểu thư thực lực hù dọa. Bốn phía phun lửa, dương dương đắc ý nào đó long. Các vị, ngượng ngùng. Hướng về phía ghế thẩm phán bên trên đám người không người nói một cái xin lỗi, Tiếp đó màu ứng đỏ hướng về phía bên cạnh thân không biết tên sinh vật nói, Natsu, đừng hồ nháo, nhanh chóng xuống. Cái kia. Natsu bản eo da thật sự là quá cay mắt, cho nên đại kiêu thật sự không thể tán đồng đó là nữ tính, chỉ có thể lấy không biết tên sinh vật thay thế. Ha ha. Natsu. Cái gì Natsu? Bản đại tiểu thư là Era, cố ý đến đây phá hư bình nghị hội. Nào đó đầu nhím lực chú ý đều tập trung ở biểu diễn cùng giám sát phía trước, bởi vậy cũng không có phát hiện sau lưng màu ửng đỏ đầu người hơi hơi ép xuống 15 độ. Ha ha! Thế nào, có phải hay không? Phanh! Phúc Sắc thép cự quyền lặng yên không tiếng động phát động, tinh chuẩn không có lầm đập nện đang trách nữ trên bụng, tiếp đó trên mặt đất liền thêm một cái mặt áo giáp con tôm bự. Các vị giám khảo, thực sự là ngượng ngùng, nhà ta đồ đần cho ngài thêm phiền toái. Vốn là các vị bình nghị viên trong lòng còn có chút tiếc nuối, nhưng mà đi qua cái này ra nháo kịch, loại cảm giác này trong nháy mắt không có thế là làm chính án lôi trị đứng lên, lớn tiếng tuyên bố, thôi tòa, đem các nàng dẫn đi xem thật kỹ quản. Theo lôi trị mệnh lệnh được đưa ra, chờ đợi tại lời chứng đài phụ cận ít xanh người đi tới, đem nát su hai người mang theo tiếp. Bình nghị viên nhóm cũng tại bỏ lại một đạo hừ lạnh sau, nhao nhau rời đi theo Inquisition, chỉ có Giao Lan đứng tại chỗ hướng về màu ửng đỏ bóng lưng ngóng nhìn rất lâu, cùng sử dụng chỉ có hắn có thể nghe được âm thanh nỉ non vài câu. Hưu. Cơ hồ ngay tại thẩm phán thôi tòa đồng thời, một vàng một tím hai đạo cực tốc tia sáng lơ lửng tại the in quy phía trước trên không trung nhìn qua phía dưới hư hại vách tường cùng với suy yếu co quắp trên mặt đất lam mèo nhíp Cush tức giận nói đáng chết lại còn là không thể ngăn bọn họ lại nhíp cus ngươi cùng Happy ai tốc độ phi hành càng nhanh xoa cầm trầm tư vi âu á nghe được tỷ lớn ra hỏi màu vàng con mèo ưỡn ngực đắc ý nói Happy tên kia cả ngày chỉ có biết ăn cá làm sao có thể cùng ta so nhìn dáng vẻ của hắn có thể kết luận vừa mới tới thời điểm gia hỏa này nhất định là vận dụng tốc độ cực hạn, nhưng mà coi như chúng ta đuổi không kịp hắn, cũng cần phải có thể nhìn thấy cái bóng của hắn A. Tỷ lớn, ý của ngươi là. Happy bọn hắn đã sớm rời đi. Ngươi còn có càng hợp lý giảng giải sao? Muốn nói lại thôi mấy lần, cuối cùng màu vàng con mèo vô lực lắc đầu. Xem ra hai người này thừa dịp chúng ta không có ở đây thời điểm, đối mã cai ô triển khai chiến thuật tính chất chiến lược A. Làm một trí thông minh viễn siêu tuyến hợp lệ con mèo, Nhiếp trong nháy mắt phản ứng lại tỷ lớn ý tứ. Tỷ lớn, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì a? À? Chúng ta lưu tại nơi này cũng vô dụng, hơn nữa đã xác định bình nghị hội cũng sẽ không khó xử nát su bọn hắn, cho nên về trước công hội hướng hội trưởng hồi báo tình huống bên này. Được rồi. Ngay tại màu vàng con mèo chuẩn bị quay người bay đi thời điểm, màu tím con mèo vội vàng kéo lại cái đuôi của nó. T. Đau đau đau, tỷ lớn, buông tay a. À. Vì Âu Á buông tay trong nháy mắt, Nhiếp vừa hướng cái đuôi của mình thổi tiên khí, vừa không hiểu hỏi, tỷ lớn, ngài không phải nói muốn trở về sao? Màu tím con mèo không có trả lời hắn, mà là đem hắn ánh mắt dẫn đến sở thẩm phán trước vách tường. Hắc hắc. Minh Bạch. Dứt lời, nhíp cô xóa thân ti chớp màu vàng, về một cái đi tới màu lam thảm cái ót phụ cận. A liệt. Đông. Không đợi Happy phản ứng lại, màu vàng điện quyền đã tiếp xúc đến lông tóc của hắn, tiếp đó hắn liền hai mắt vừa nhắm, nằm xuống. Hừ hừ. Hướng về phía hôn mê Happy làm xấu nở nụ cười, Tiếp đó nhíp cút lôi một cây màu lam nền trắng dài nhỏ vật thể đem Happy kéo lên bầu trời. Không biết là trong vòng một ngày té xỉu số lần quá nhiều, hay là thật làm ầm ý mệt mỏi, sau khi mở mắt, Natsu cũng không có như bình thường như thế bắn người dựng lên, mà là thích ý duỗi lưng một cái, lăn hai vòng. A Eo da Eo da, ngươi Ngươi cũng tại A Lúng túng nói xong câu này lời dạo đầu, Natsu nhanh chóng dịch ra ánh mắt của mình. Hừ hừ E ra đại tiểu thư, ngài cũng có không có ý tốt thời điểm A. A. À. Cái kia. kia cái gì? Phanh. Tại yêu tinh nữ vương thiết quyền phía dưới, Hỏa Long không có bất kỳ cái gì bất ngờ sưng gương mặt bay ra ngoài. A à y tắc. Thằng ngốc. Vốn là chỉ là đi xuống hình thức, vài phút liền có thể trở về công hội, lần này tốt, muốn ở chỗ này qua đêm. Nghe xong màu ửng đỏ giảng giải, đầu óc không đủ dùng nào đó Long tại đỉnh đầu phủ lên càng nhiều dấu chấm hỏi. Rơi vào đường cùng, eo gia đành phải đem trong đầu xuất hiện nào đó đoạn nội dung thuật lại một lần, đương nhiên một ít có liên quan cá nhân tư ẩn cùng bằng hữu của An Nguy nội dung làm giữ lại. Cho nên, chúng ta rất nhanh liền có thể đi ra. Nhìn qua cùng mình hoàn toàn không tại một cái kênh nào đó long, yêu tinh nữ vương nâng tay phải lên che cái tráng. thở dài một hơi. Có thể hiểu như vậy. Nhận được câu trả lời chính xác, tóc anh đào đầu nhím trong nháy mắt hưng phấn mà bắn lên. Nhà trống. Eo da, sau khi ra ngoài, chúng ta đem bỏ qua quyết đấu tiếp tục tiến hành tiếp A. Đưa tay nắm ở nát su cổ, đem hắn đầu dùng sức ném tại ngực của mình trên khải giác làm nát su quá cứng nát su cám ơn ngươi a y tắc. đại kiêu đạo cụ tổ chuẩn bị kết thúc nát su chờ một chút ta còn có lời kịch chưa nói xong đâu kích động đi qua đầu khôi phục tỉnh táo hỏa long đột nhiên nghĩ tới cùng đi đồng bạn thế là ra sức tránh thoát yêu tinh nữ vương thân tình vòng sắt thảm rồi happy còn ở bên ngoài chờ ta vậy phải làm sao bây giờ a à? vì người nào đó thần kinh tuyến cảm thắng mấy giây tiếp đó eo gia dùng rải rác con số cản lại đang tại xoay quanh Natsu. lúc ngươi ngủ mê man vì âu á cùng nít đã đem hắn kéo về công hội như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt nát đạo diễn ta lời kịch xong kết thúc a hôm sau buổi chiều ferry teo ha ha quả nhiên vẫn là trong công hội thoải mái nhất a nghe quen thuộc không khí cảm thụ được nhà không khí hỏa long hưng phấn mà bốn phía tán loạn không ngừng phun lửa Quy, eo ngươi không có ý định quản quản hắn sao? Liệt na. Dù sao vừa mới hôn mê lâu như vậy, lại bị giam tiến vào trong nhà lao, liền để hắn thật tốt làm càng một chút đi. Hắc hắc. Không nghĩ tới mặt lạnh kỵ sĩ ôn nhu đẹp như vậy a. À? Cha Kana. Dứt lời đồng thời, mỹ nữ tử quỷ hình như có ý giống như vô tình nhìn lướt qua trong quầy ba tóc trắng đại mỹ nhân. Ha ha. Ta càng hiếu kỳ tử bảo nương ôn nhu là cái dạng gì, lạp cơ. Levi. Hai người các ngươi tiểu nha đầu, thậm chí ngay cả tiền bối đều đùa giỡn, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Cana. Đông. Tử Bảo Nương vừa muốn động thủ, một quả màu anh đào bom thịt người từ trên trời giáng xuống, nện ở trước mặt chúng nữ. Ha ha. Eo gia, chúng ta tiếp tục quyết đấu a. À? Không nhìn thấy ta đang tại ăn cái gì sao? Không rảnh. su mang tính lựa chọn mất thông có bao nhiêu lợi hại, ta không nói, các ngươi đều biết. Cho nên hàng này không nhìn thẳng yêu tinh nữ vương mà nói không có bất kỳ cái gì đầu não phát động tiến công. A. Nồi đất lớn nắm đấm bao bọc tại hừng hực hỏa diễm chi trung, hướng về yêu tinh nữ vương mặt đập tới. 3. Mảnh liệt sóng nhiệt trùng kích vào, đặt ở trên bàn dài bánh ngọc ô mai bị thổi bay, vừa vặn rơi đập tại eo da trên giày ống. Oanh. Trong lúc chốc lát kia, eo da trong con mắt phóng xuất ra khiếp người ánh sáng đỏ thắm, sắc mặt cũng tại trong nháy mắt âm trầm xuống. Thấy tình cảnh này, vây quanh ở nàng bên cạnh thân các nữ sinh nhau nhau hướng phía sau lùi lại mấy bước chuẩn bị tiến lên ăn dưa quần chúng càng là bằng nhanh nhất tốc độ đường cũ trở về ta không phải là nói qua sao ta tại ăn đông tây không có rảnh cùng ngươi hồ nháo đem một chữ cuối cùng hô lên miệng eo da hướng về khía cạnh hơi hơi chợt lách người vừa đúng thoáng qua nát su nắm đấm tiếp đó chiếu vào bụng của hắn phát ra một kích trí mạng ai một kích trí mạng ừng ực ừ. nát su không có bất kỳ cái gì bất ngờ nằm xuống yêu tinh nữ vương thì tại ăn dưa quần chúng trong tiếng cười biến mất ở thông hướng cửa hàng đồ ngọc trên đường ha ha Nát su hỏa này quả nhiên không có chống nổi một chiêu cách lôi thực sự là quá cơm rồi en fan ha 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 trong lúc đột ngột một cổ ảm đạm cảm giác xông vào đám người não hải khiến cho đám người thần trí bắt đầu hoảng hốt ngạch loại cảm giác này là tên kia sao lung la lung lay rốt. đau đầu quá rất muốn ngủ a. À. Mira. Mice ngừng lại các gia hỏa này. Thực sự là, cách lôi. Thật là phiền a, à, lại muốn vờ ngủ, Kana nghĩ linh tinh. Từng ực. Từng ực. Trong khoảnh khắc, nguyên bản đang ngồi, đứng, ăn cơm, uống rượu toàn bộ đều nằm xuống, đem công hội đại sảnh sàn nhà chen lớn cái tràn đầy trèo lên trèo lên. Cộc cộc. Cộc cộc. Người cuối cùng ngã xuống trong nháy mắt, chỗ cửa lớn truyền đến một hồi nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Xoẹt người thần bí không nói gì chỉ là đi thẳng tới thông cáo tấm phía trước kỹ càng xét lại mấy giây tiếp đó từ phía trên bóc một tấm ủy thác thư có cần thiết như vậy sao áo lam người thần bí nhìn makarov một mắt cũng không nói gì tiếp tục hướng về đi ra bên ngoài uy ngươi không giúp bọn hắn giải khai ngũ say ma pháp sao áo lam người thần bí bước chân ngừng ba giây tiếp đó mở miệng nói năm chữ năm bốn ba hai một một chữ cuối cùng rơi xuống nháy mắt người thần bí thân ảnh hoàn toàn biến mất ở giữa bạch quang, mà trên đất đông đảo thi thể cũng tại cùng một thời gian mở mắt. Chương 585, mục tiêu đảo Galuna xuất phát. Lắc lắc chính mình vẫn có chút ảm đạm đầu, trên đất đám người nhao nhao bò người lên. Ngạch, cái nào đó sinh mệnh lực thịnh vượng giống như tiểu cường một dạng hỏa long, cũng thoát khỏi nữ vương thiết quyền khống chế, đứng dậy. Mas ngừng lại các gia hỏa này thật là. Mỗi lần đều làm như vậy một lần. Tất si Hừ, làm hại ta tổn thất nhiều như vậy rượu ngon. Hút hút. Nói xong tử bảo nương đem trong ngực thùng rượu liếm lấy một vòng, đem phía trên lưu lại rượu quét sạch sẽ. Các ngươi nói Mai ngừng lại các gia hỏa này có phải hay không quá cái kia, cho nên mới không để chúng ta trông thấy dung mạo của hắn. Kim tốn. Ừ. Có đạo lý, rất xa. Ha ha. Muốn biết đáp án này rất đơn giản, chỉ cần hỏi một chút hội trưởng không được sao. Cách lôi. Soạt một tiếng, tầm mắt của mọi người nhao nhao tập trung đến trên quầy ba macarov phụ cụ gia hỏa này một mực mang theo mặt nạ ta cũng không thấy qua dung mạo của hắn đỏ mặt hội trưởng vì sao sẽ đỏ mặt ta không giải thích các ngươi phẩm tế phẩm hội trưởng nói dối muốn nuốt một ngàn cây châm hơn nửa một tháng không có uống rượu a à? mi ra giang nghe được ôn nhu đại tỷ tỷ lời nói macarov vừa mới uống vào miệng rượu toàn bộ đều ho ra tiểu nha đầu ngươi cũng lừa ta hội trưởng mật điện hắc hắc. Như vậy mới phải chơi a. À. Mirajan gửi điện trả lời. Phủi phủi trên người vết trụ, Makarov duy trì góc 45 độ ngưỡng mộ bầu trời tư thế đi vào một bên trong hành lang, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Phải. Một cái duy nhất gặp qua Miles ngừng lại các người còn không chịu nói, lần này triệt để hết chơi. qua ca ba. Cộc cộc. Cộc cộc. Đầu máy bay tiếng nói vừa ra, lầu hai vang lên thanh thúy tiếng bước chân, theo sát lấy một đạo cởi mở tiếng cười to xuất hiện đang lúc mọi người trong tay. Ha ha. Gặp qua Mai ngừng lại các dung mạo người cũng không chỉ lão đầu tử một cái. La dơ tác tư, Kana. Tiểu tử ngươi cuối cùng cam lòng lộ mặt, liệt na. Như thế nào không thấy đại tỷ đầu. La dơ tác tư. La dơ tác tư, mau tới cùng ta phân cao thấp. Không cần tóc vàng đại mỹ nhân trả lời lôi long, đầu sắc nát su hóa thành màu anh đào hỏa tiễn hướng về lầu hai la dơ tác tư nghịch sông lên. ầm um, ầm um. Nát su mới vừa đến lầu một, lầu hai chỗ nối tiếp, một cái hoàng tử sắc cự quyền từ trên trời giáng xuống, đem nát ru gắt gao nhấn trên mặt đất. Ngươi là vừa tới đồ đần sao? Không biết lầu hai là ép cấp ma đạo sĩ chuyên chút chỗ khu nhiệm vụ sao? Tiếng hét phẫn nộ bên trong, mái tóc xù thiếu nữ ông thiếu nữ tóc vàng bay vào công hội bên trong. Nhìn thấy người đến, một mặt ngạo kiều lôi long lập tức thu hồi cười trên nỗi đau của người khác, biến thân bé ngoan. Đại tỷ đầu, lại làm đến con mồi mới, la dơ tác tư. Hừ, ta còn tưởng rằng la dơ tác tư đại công tử trong mắt ngoại trừ lão đại, dung không được những người khác đâu. Hắc hắc. Chỗ nào có thế, chỗ nào có thế a? À? Nịnh hót lôi long. Nói xong, la dơ tác tư hướng về sau lưng quan một cái ánh mắt. Tỷ lớn, đây là chúng ta trở về thời điểm, cố ý chuẩn bị cho ngài lễ vật. Mở miệng đồng thời, eo treo trường kiếm phít bưng một cái hình chữ nhật hộp quà đi tới. Ông. Hai mắt phóng ra yếu ớt màu tím hào quang, theo sát lấy, Sonia thỏa mãn gật đầu một cái tính ngươi tiểu tử hữu tâm lần này tạm tha ngươi đa tạ đại tỷ đầu hai người đối thoại xong nháy mắt liệt na chậm rãi tiến lên tiếp nhận hộp quà hướng về ký túc xá nữ sinh phương hướng đi đến đúng như thế nào chỉ có hai người các ngươi ngải ba cùng tất có thế đâu ngải ba đi mua đồ trang điểm biết xô đang món đồ chơi thành đoán chừng không có một hai cái giờ là về không được viết. hai người này là tiểu hài tử sao như thế nào như thế mê đại tỷ đầu ngươi có việc giao cho bọn hắn la giờ tác tư đó cũng không phải, chỉ là ngứa tay mà thôi. Nghe nói như thế, là giờ tác tư hai người lặng lẽ rút lui hai bước, bốn phía ăn dư quần chúng nhưng là nhanh như tia chất thối lui đến quầy ba sau đó, hoặc công hội đại môn phụ cận. A liệt. Mộng bức Lucy. Mau tới đây. Mau tới đây. Thanh tuyến đè đến thấp nhất cách lôi. Bước nhẹ rút lui đến băng quần lót phía sau người, chữ bậy nữ vương không hiểu hỏi, cách lôi, các ngươi đây là thế nào? Xuyệt. Đám người. Đang lúc chửi bậy nữ vương trong gió lộn xộn thời điểm, Ma Cao nhỏ giọng giải thích nói, đại tỷ đầu ngứa tay, muốn đánh người rồi. Quét mắt một mắt câm như hến đám người, chửi bậy nữ vương nhỏ giọng thì thầm, cần thiết hay không? Lần trước đại tỷ đầu ngứa tay, trực tiếp một đấm bốc hơi 20 tấn nước biển, đánh nát hai tòa dưới mặt đất núi lửa, đem phương viên 30 dặm hải lục đỡ tiêu diệt 3m, kho lợi. Nghe được Sonia quang vinh chiến tích, Lucy toàn thân trên dưới rung lên hai rung. A. À, các ngươi đều thế nào? nhìn qua một mặt mộng bức mái tóc xù thiếu nữ, đám người trên trán tuôn ra ba cây hắc tuyến. Chúng ta thế nào, lão nhân gia ngài trong lòng không có đếm sao? Đám người thế giới nội tâm. Kéo dài yên tĩnh khiến cho đại tỷ đầu lông mày hơi hơi nhíu lên, tiếp đó nàng nhìn về phía cách mình gần nhất la dơ tác tư. Tiểu kéo kéo, ngươi nói. Nghe được chính mình đặc thù biệt danh, lôi long da mặt rung lên hai rung, nhắm mắt nói, đại tỷ đầu, bọn hắn là lo lắng ngài bị thương chính mình. Ta chỉ là trên mu bàn tay ngứa, muốn cho ngải ba giúp ta trảo một chút mà thôi, mắc mớ gì đến bọn họ. Phù phù. Nghe nói như thế, trong đại sảnh tất cả mọi người đều cười ngất trên mặt đất. Tỷ lớn, lão nhân gia ngài lần sau nói rõ ràng có hay không hảo, quá khiêu chiến trái tim năng lực. Sập tiệm qua ca ba. Ừ, ngã trái ngã phải đám người. Lúc chạm vạn tối, fairy teo, lầu hai đại sảnh. Kẹt kẹt. Hơi chói tay tấm ván gỗ tiếng ma sát bên trong, đóng chặt cửa sổ chậm rãi mở ra, một cái màu lam mượt mà tiểu trảo trảo xuất hiện tại trên bệ cửa sổ. Ân. Ừ. Lộ ra hé mở mặt mèo quét mắt một mắt trong phòng, xác nhận không có người ngoài sau đó, làm sắc thiểm điện nhanh chóng bay vào trong phòng, đem thông cáo tấm bên trái ủy thác thư một cái bóc, tiếp đó lại cực tốc biến mất ở trong cửa sổ ảnh chi. Kẻo kẹt. Làm sắc thiểm điện biến mất trong nháy mắt, một bên cửa phòng chậm rãi mở ra, lộ ra đang ở bên trong thương nghị. Ngạch, lột xuyên nhi mấy người. Ô ô. Tỷ lớn, vừa mới tại sao không để cho ta ra tay a? À? ngươi ngốc a ừng ực nếu là bây giờ ngăn bọn họ lại chúng ta đi chỗ nào xem kịch vui a biết xô mẹ chính là hô hô thật nóng ngải ba grim bất quá tỷ lớn chúng ta ngay ở chỗ này chờ lấy nhưng nhìn không đến trò hay a là giờ tác tư ta tự có an bài ừng ực a liệt các ngươi ai đem ta ta takoya ăn nghe được đại tỷ con lôi thần chúng cùng la dơ tác tư vội vàng lắc lắc đầu của mình. Lúc nửa đêm, kênh đào bên bờ. Tiểu cô nương, dạng này đi là rất nguy hiểm. Tựa như không có nghe được vận trên thuyền nhắc nhở, thiếu nữ tóc vàng tiếp tục dọc theo đê biên giới đi về phía trước. flip, la dơ tác tư những người này tên ta đều nghe nói qua, không nghĩ tới ngay cả bọn hắn đều sợ hãi như vậy Sonia tiểu thư. Không biết. a à, Nhìn qua trong phòng tình hình, chữ bậy nữ vương ánh mắt trừng cái tròn vo, suýt nửa từ trong hốc mắt tung ra đi, miệng càng là trương đến cực hạn. Luyện cơ bắp đến trong nhà mình luyện thành tốt, tới nhà của ta làm gì? Hắc hắc. Cái giường này vừa mềm lại thoải mái, vừa vặn lấy ra huấn luyện. Nát su. À y tắc. Ở đây rất thích hợp rèn luyện. Cùng cào giấy dán tường happy. Mau dừng tay, ngươi cái họ mèo động vật. A. À. Đây là cái gì? Thư tính sao? Mở ra ngăn kéo, nắm phong thơ nát su. A. À. Xu bị kích thích chửi bậy nữ vương hóa thành quan tiễn một cước đục đến hỏa long eo bên trên đem hỏa long thắt vào trên vách tường răng rắc bằng nhanh nhất tốc độ khép lại ngăn kéo tiếp đó chửi bậy nữ vương mang theo hỏa long cùng happy hướng về đi ra bên ngoài uy uy lucy chúng ta tìm ngươi có việc kích động happy không nghe phanh dứt lời lucy dùng sức khép cửa phòng lại đem một con rồng một mèo nhốt ở bên ngoài nàng không tiếp chiêu làm sao đây happy mật điện không sợ phóng đại chiêu natsu gửi điện trả lời minh bạch happy từ phía sau lưng rút ra một quyển giấy trác, happy lớn tiếng hô natsu lucy không chịu nghe chúng ta giảng giải xem ra cái này kim sắc chìa khóa chúng ta không cầm được nếu đã như thế vậy chúng ta đem ủy thác thư đưa cho levi a nàng đang muốn học tập tinh linh ma pháp đâu cười trộn natsu a à, tắc cất kết ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm sau lưng đại môn bị mảnh nhiên kéo ra một đôi tỏa ra lập lòe kim quang con mắt khóa chặt lại hai người. Hắc hắc. Hai vị, chớ vội đi đi. Hậu tri hậu giác mà nghiêng đầu sang chỗ khác, Happy một mặt mộng bức mà hỏi thăm ta. Lucy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Họ mèo sinh vật, ngươi nói xem. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà chữ bậy nữ vương vẫn như củ mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ta nghe được thanh âm của các ngươi, liền đoán được các ngươi tới tìm ta, cho nên đến đây nên đón các ngươi. Cười gian liếc nhau một cái, tiếp đó một con rồng một mèo bước vào trong phòng sáng sớm hôm sau fairy teo không xong lầu hai ủy thác thư ném đi một tấm nghe được tóc trắng đại mỹ nhân kinh hô đang tại trong đại sảnh ăn cơm cùng ào đám người nhao nhao ngốc tại chỗ macaros càng là một ngụm rượu phun ra suýt nữa từ trên quầy ba té xuống đây là chuyện khi nào macaros hôm qua chạng vạn tối còn tại nhưng mà buổi sáng hôm nay đã không thấy tâm hơi mira đến tục cùng là cái nào đồ đần a cũng dám vụng trộm thi hành ép cấp nhiệm vụ, cách lôi. Sẽ không phải là đại tỷ đầu hôm qua uống say. Tiếp đó, qua ba. Khụ khụ. Đầu máy bay, ngươi vừa mới nói cái gì? Nghe được sau lưng truyền đến âm thanh, qua ba ba kích một tiếng, trực tiếp dọa nằm trên đất trên bảng. Tỷ. Tỷ lớn, ngài. Lão nhân gia ngài tại A. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta còn sống đâu? Vốn là rất khẩn trương qua ba, nghe nói như thế, trực tiếp hai mắt tối sầm, ngất đi. Sonia. Lập tức đi thăm dò một chút, xem kết quả một chút là tên ngu ngốc kia làm. Makarov. Mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành thời điểm, lầu hai phía trên truyền đến một đạo âm thanh lười biếng, đem mọi người ngăn ở tại chỗ. Ta thấy được. Đêm qua, có chỉ Lam mèo từ cửa sổ bò vào công hội, bốc đi cái kia trương đảo Galuna ủy thác thư. Soạt một tiếng, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chương 586, nhằm vào yêu tinh ủy thác. Là giờ tác tư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nghe được hội trưởng đại nhân ra hỏi, lười biến lôi long cũng không có trả lời ngay, mà là móc móc lỗ tai, nuốt xuống thức ăn trong miệng, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Ta không phải là nói sao, đêm qua có chỉ màu lam con mèo chạy vào công hội, trộm đi cái kia trương ủy thác thư. Đã ngươi đều nhìn thấy, vì cái gì không ngăn cản hắn. Phúc. Đang giận lãng dưới sự cổ động, thăm trúc thoát ly lôi long khoan miệng, đính tại ma rốt bên chân. Hừ! Ta nhưng không có nghĩa vụ giúp người khác trong non sủng vật. Nhìn qua mang theo khinh thường, khiêu khích lôi long ma râu ria khẽ rung lên nhưng mà cuối cùng hắn không hề nói gì mà là xoay người nhìn về phía chung quanh người cana lập tức đi xem một chút lucy còn ở đó hay không nấc tránh khỏi dứt lời tự bảo nương ôm hai cái tượng một thùng rượu đi ra công hội cách lôi ngươi lập tức đi đem cái kia không tuân thủ quy củ gia hỏa bắt trở lại được rồi đưa mắt nhìn xong băng đồ lót hội trưởng đại nhân mở miệng lần nữa chỉ có điều lần này ra lệnh đối tượng không phải người nào đó mà là tất cả mọi người chung quanh. Ngay lập tức đi chuẩn bị cái kia. U. Wakaba, ca ba, ma cao. Ha ha. Lần này thật muốn nam tử hán. Nhanh nhanh nhanh. Chuẩn bị ghế đẩu cùng hạt dưa. Chu chiêu. Hắc hắc. Thật nhiều năm chưa từng gặp qua cái kia, thực sự là hoài niệm A. Mi Đi đi đi, nhanh đi hỗ trợ, kho lợi. Ân A. Tri đúc, tất Ha gông, bến cảng. Thiếu niên, các ngươi là muốn ra biển sao? Tuyển thuyền của ta tốt, thuyền của ta lại ổn lại nhanh. Nghe được người chèo thuyền gọi, hỏa Long vô ý thức muốn khoác tay, nhưng mà không đợi hắn đưa tay nâng lên, chữ bậy nữ vương lấy thế xét đánh không kịp bưng tay trộn chung bấm hai tay của hắn. Đại thúc, chúng ta muốn đi đảo Galuna, ngài có thể mang bọn ta đi sao? Lucy vốn là rất nhiệt tình người chèo thuyền, nghe được đảo Galuna mấy chữ sau đó, không nói hai lời, quay người liền đi. Quy, đại thúc, tiền không là vấn đề a hát đi lam miêu nói chưa dứt lời hắn mới mở miệng người chèo thuyền chạy nhanh hơn ai lucy Hắc hắc! thật sự là quá tốt không cần đi thuyền rồi kích động nát su chửi bậy nữ vương cùng lam miêu cùng nhau quăng cho hắn một cái ánh mắt lạnh lùng thế là hỏa long trong nháy mắt ngậm miệng ngoan ngoãn đi theo hai người sau lưng đại ca chúng ta muốn không đợi chửi bậy nữ vương đem lời nói xong đang tại phơi nắng lưới đánh cá tuổi trẻ người chèo thuyền quẳng xuống da hỏa cái nghi chống thuyền biến mất ở trên mặt biển. Vị này. Bá. Lần này người chèo thuyền chạy nhanh hơn, hơn nữa còn mang đi bến cảng phụ cận khác ngư dân, trong lúc chốc lát kia, cả tòa bến cảng trở nên trống rỗng. Cái kia. Happy, bây giờ nên làm gì? Ô. Ừng ực. Đem trong miệng thịt cá nuốt vào sau đó, Happy một mặt mộng bức nói, ngươi không phải nói ta chỉ cần phụ trách meo meo gọi liền tốt sao. Ta lúc nào nói qua. Từ Lucy trong gió lốc một lần nữa chạm đất sau đó, Happy chỉ chỉ chửi bậy nữ vương trên lưng kim sắc chìa khóa. Chúng ta bị vây ở Âu Hi ba nạp nhà ga không xuất được thời điểm, ta nhường ngươi cùng Virgo ký kết khế ước, ngươi nắm vuốt khuôn mặt của ta nhi nói. Nhìn một chút trên lưng chìa khóa, lại nhìn lướt qua tiếp tục ăn cá Happy, chửi bậy nữ vương trong nháy mắt bị nghẹn nói không ra lời. Tất nhiên không có thuyền tiễn đưa các ngươi đi đảo Galuna, cái kia liền cùng ta trở về đi. Sau lưng đột nhiên xuất hiện âm thanh đem mọi người sợ hết hồn, cho nên bọn họ nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng cách lôi lucy ha ha không hổ là nát su gia hỏa này chọn đồng đội cái khác không có học được làm loạn bản sự ngược lại là độc bộ thiên hạ rủ xuống mắt ngươi nói cái gì mắt phượng ngươi vẫn là suy nghĩ một chút sau khi trở về như thế nào trốn qua hội trưởng cùng đại tỷ đầu lửa giận a ai đại tỷ đầu cũng biết happy các ngươi bắt cóc đại tỷ đầu trường kỳ cơm phiếu các ngươi cảm thấy nàng có thế không biết sao lucy Ta nói Sonia như thế nào đối với ta tốt như vậy, nguyên lai là lấy ta làm trường kỳ cơm phiếu A. Đại tỷ đầu. Bảo nổi, nát Bảo nổi. Ha ha. Đại tỷ đầu đã để Kana cùng Liệt Na chuẩn bị kỹ càng nồi và bếp, chỉ sợ vài phút sẽ đem ngươi bắt trở về thịt kho tàu. Ừng ực. Nghe nói như thế, Hỏa Long cùng Lam Miêu nhau nhau nuốt xuống một hớp nước miếng tinh bột môi, đến nỗi Lucy đi. Hắc hắc, trường kỳ cơm phiếu loại an toàn này nghề nghiệp tại sao có thể có nguy hiểm đâu. Lớn. Đại. Đại tỷ đầu. Nhìn mồ hôi đầm đìa hỏa long, băng dưới quần lót ý thức cho là Sonia tới, thế là bản năng hướng về sau lưng nhìn lại, đúng lúc này, bên tai của hắn truyền đến tiếng gió hú thanh âm. Ân. Đông. Tại hỏa long trên trời rơi xuống thiết quyền phía dưới, băng quần lót trước mắt bốc lên vô số ngôi sao nhỏ, tiếp đó hắn trực đỉnh đỉnh nằm xuống. Nasu, xu, ngươi làm gì, kinh ngạc Lucy. Làm gì? Đương nhiên là vội vàng chạy trốn, né tránh Sonia đại tỷ đầu a. Nói xong, su tìm một bó dây thường đem cách lôi khỏa thành một cái lớn bánh chưng, tiếp đó gánh tại trong đầu vai hướng về bến cảng duy nhất một chiếc thuyền đánh cá chạy tới. Ai? Thở dài rơi xuống sau đó, chữ bậy nữ vương lắc đầu đi theo. Âu cổ thị, u quỷ người điều khiển. ngẩng đầu quét mắt một mắt trong công hội tình hình, tiếp đó lai Âu tư bước nhanh hướng về công hội bên trái cầu thang đi đến. Lão đại, tin tức tốt. Tin tức tốt. Cùng áo khoác đen liếc nhau một cái, lai Âu tư trong nháy mắt cúi đầu xuống, cước bộ cũng theo đó chậm lại xuống. Không phải có tin tức tốt sao? Nói a. Nhận được lão đại cho phép, Lai Âu Tư lúc này mới ngẩng đầu, nhỏ giọng đáp, lão đại, vừa mới không tạc đoàn truyền đến tin tức, bọn hắn đã tìm được tên kia tin tức. Ân. Ừ. Nhìn qua áo khoác đen nhăn lại lông mày, Lai Âu Tư trong nháy mắt hiểu được, lão đại nhà mình lưu trữ lại bị mất, thế là cẩn thận giải thích nói, lão đại, ngài quên, chính là hai tháng trước đệ nhất phú hào thế gia Herafilia gia tộc ban bố cái kia ủy thác a. A. À. Các ngươi tìm được vị kia bốc đồng đại tiểu thư đúng vậy. ở đâu? căn cứ vào không tạp đoàn tin tức, vị đại tiểu thư kia đi theo hỏa long nát su đi magnolia, hơn nữa còn gia nhập Tail. cái gì? nàng vậy mà gia nhập Tail. không giống với thiếu sợi dây hỏa long nát su, áo khoác đen mặc dù thần kinh cũng rất lớn đầu, nhưng mà trí thông minh một mực tại tuyến, cho nên nghe được tin tức này, hắn trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. ừ, gật đầu lai Âu tư. đi theo ta. nói xong, áo khoác đen lập tức mang theo lai Âu tư lên lầu 2 thùng thùng đi vào nghe được bên trong căn phòng mời âm thanh cửa phòng chậm rãi mở ra một đạo cao gầy thân ảnh đi vào đen như mực trong phòng thế nào nghe được trước người đấu bồng đen ra hỏi đi vào người không người hành lễ thấp giọng đáp đại nhân u quỷ người điều khiển truyền đến tin tức bọn hắn đã tìm được đứa bé kia tung tích đang chuẩn bị tiến đến nghỉ cách cứu viện ha ha những người này hiệu suất vẫn rất cao đại nhân không cần khẩn trương hết thảy đều tại chủ nhân trong dự liệu ngươi nhanh đi chuẩn bị sau này kế hoạch. Là. Kẻo kẹt. Cửa phòng đóng lại sau đó, đấu bồng đen nhìn qua ngoài cửa sổ màn đêm đen kịt, thấp giọng nỉ non nói, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, các ngươi đến tục cùng muốn hay không nếm thử đâu. Ha ha. gian nào đó u ám trong phòng. Căn cứ vào ám tuyến tin tức, Herfafilia gia tộc đại tiểu thư bỏ nhà ra đi, bây giờ giấu ở trong fairy mặt quỷ giáp. Bằng vào chúng ta thu thập tin tức, cựu đức cơ tên kia chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay, mặt quỷ ất không tệ hắn hao tốn món tiền khổng lồ để cho ưu quỷ người điều khiển tiến đến tìm kiếm bây giờ những thứ này tiểu quỷ nhi đang chuẩn bị cường công đâu mặc quỷ số một chúng ta muốn hay không giúp nắm tay mặc quỷ bính không được chúng ta mới vừa từ trong những tên khốn kiếp kia chế tạo ảnh hưởng tránh ra đã đã thương nguyên khí không thể mạo hiểm nữa mặc quỷ giáp nhưng cũng không thể cứ như vậy nhìn xem coi như không thể tự mình động thủ ít nhất cũng phải để cho bọn hắn ra điểm huyết đi khối thịt Mặt quỷ số 2. Làm sao bây giờ, mặt quỷ ất? Chúng ta không thể ra tay, nhưng mà chúng ta có thể trợ giúp điểm tư kim, để cho đám kia tiểu quỷ càng thêm hưng phấn A. Mặt quỷ số 2. Này. Cái này, mặt quỷ bính. Không bỏ được hài tử không bắt được lan A. Mặt quỷ số 1. Hảo. Cứ làm như thế, mặt quỷ giáp. Hoa lạp. Nhìn qua mảnh liệt không ngừng sóng biển, eo da ánh mắt dần dần mơ hồ, trước đây không lâu trong công hội phát sinh một màn kia xuất hiện lần nữa tại trong con ngươi của nàng. Cái gì? Muốn ta đi đảo Galuna? Giật mình yêu tinh nữ vương. Hội trưởng đại nhân không nói gì, chỉ là dùng sức gật đầu một cái. Không phải đã để cách lôi đi sao? Còn có. Đại tỷ đầu không phải cũng đã chạy tới sao? Nghe nói như thế, Makarov mặt đen lên nói, nếu không phải là Sonia nha đầu kia đi qua, ta còn không biết phái ngươi đi đâu. Trong một chớp mắt, một cổ đưa truyền tại trong công hội truyền ngôn vang vọng tại yêu tinh nữ vương trong đầu. Chẳng lẽ, những truyền thuyết kia thật sự? Ừ. Nhìn thấy hội trưởng đầu người lần nữa chỉ vào, eo gia cười khổ nói, hội trưởng, ngài đều ngăn không được đại tỷ đầu, ta đi thì có thể có ích lợi gì. Người khác Sonia gia hỏa sẽ không nghe, ngươi vị đại tiểu thư này lời nói nàng có thế không nghe sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà trở ngại cùng người nào đó quyết định ước định, hắn chỉ có thể đem những thứ này nát vụn tại trong bụng. Khụ khụ. Sonia luôn luôn thương ngươi, ngươi đi khẳng định có dùng. Không đợi yêu tinh nữ vương mở miệng, Makarov vung tay lên, tiếp đó Mira cùng Liệt Na nâng bánh ngọc ô mai cùng thay giặt quần áo đi tới. Hoa lạp. Xuất hiện lần nữa tiếng sóng biển đánh nát mơ hồ hình ảnh, đem eo da mạch suy nghĩ một lần nữa mang về thế giới hiện thực. Kỳ quái, như thế nào một chiếc thuyền đánh cá cũng không có. Hưu. Yêu tinh nữ vương tiếng nói rơi xuống nháy mắt, một đạo chói tai tiếng xé gió vạch lên xinh đẹp đường vòng cung, vượt qua màu ửng đỏ đỉnh đầu, trực tiếp rơi đập tại không xa xa trên phòng ốc. Ầm ầm. Hưu. Hưu. Theo đạo thứ nhất the thế tiếng xé gió dẫn phát nổ tung, càng nhiều tiếng xé gió lên, đem toàn bộ bến cảng đều bao phủ đi vào. Chương 587, sư tỷ muội lần đầu giao phong. Đang lúc yêu tinh nữ vương một đầu dấu chấm hỏi, hải cảng bên trong truyền đến từng trận thét lên, vì nàng giải khai nghi hoặc. Chạy mau. Hải tặc lại tới chạy mau a à. đáng giận đám hải tặc này thực sự là quá mức a à. đi huynh đệ đừng than phiền đi nhanh lên đi chạy mau a à. cứu mạng a à. đem phụ cận âm thanh thu vào trong tay sau đó eo da dễ nhìn mày liễu hơi hơi nhíu lên ô đúng vào lúc này tiếng xé gió bên trong lẫn vào một đạo trầm thấp tiếng kèn theo sát lấy hưng phấn tiếng gào thét đạp lên sóng biển mà đến Hoa a à. trống trống ngẩng đầu quét mắt một mắt từ trên mặt biển bước tới bóng đen yêu tinh nữ vương quả quyết đổi lại thiên luân chi khải tiếp đó mang theo thiên luân hỗn loạn chi kiếm xông lên không trung bá bá màu ửng đỏ tia sáng trên không trung nhanh chóng trở về theo sát lấy vô số thiết cầu mảnh vụn từ trên trời giáng xuống rơi đập trên mặt đất gây nên vô số bụi mù hô con ruồi dọn dẹp xong bây giờ nên giải quyết thuyền vấn đề nói xong yêu tinh nữ vương ánh mắt rơi vào trên trên mặt biển di động với tốc độ cao hắc toa hưu nghịch hướng tiếng xé gió bên trong màu ửng đỏ quan tiễn không có bất kỳ cái gì bất ngờ nện ở trên bông thuyền. Đông. Nghe được bông tàu trung ương truyền đến âm thanh, trên thuyền tiếng gào thét im bặt mà dừng. Lão. Lão đại, hải đạo giáp. Ba. Nâng tay trái chiếu vào tiểu đệ sọ não bên trên dùng sức nhất kích, thuyền trưởng hải tặc tức giận quát, lão đại cái rắm A, nhanh chóng cầm vũ khí. Các huynh đệ, cầm vũ khí. Tại kêu gọi hải đạo giáp, trên thuyền mấy hải tặc nhau nhau mang theo tiện tay gia hỏa hướng về bông tàu trung ương vọt tới. Nha. Phanh. Hải đạo giáp chưa tới gần bong tàu trung ương, liền ngã bay lên nện vào trong mạng thuyền. Ân. Ừ. Ngay tại bọn hải tặc giật mình thần lúc, mấy đạo ánh sáng màu bạc xông ra bong tàu trung ương, đem bọn hắn tất cả mọi người bọc vào. Nha. A. À. Ờ. Trong lúc chốc lát kia, ngoại trừ đang tại lái thuyền thuyền trưởng hải tặc, những thứ khác hải tặc toàn bộ đều ngổn ngang nằm xuống. Này. Cái này. Đang lúc thuyền trưởng hải tặc cứng họng thời điểm, màu ửng đỏ di chuyển cước bộ đi tới trước mặt hắn. Bánh lái. Đi đảo Galuna. Cái kia. Ân. Ừ. Cảm nhận được màu ửng đỏ trên người tán phát ra khí tức uy nghiêm, thuyền trưởng hải tặc toàn thân trên dưới rung lên, tiếp đó hắn giá để mái chèo tại trên bánh lái bàn tay trái nhịp thời châm đè đến cực hạn, thế là thuyền hải tặc trượt một cái 136 độ bình diện sừng, hướng về đông bắc phương hướng bắn nhanh mà đi, TS, cái kia. Thuyền trưởng hải tặc bọn người lớn kêu nhớ kỹ không phải đặc biệt rõ ràng, cho nên liền giả thiết hắn móc sắt treo ở trên tay phải, nếu như cùng nguyên tắc có xuất nhập, mời mọi người đụng nhẹ chữ bậy. Đảo Galuna, Nguyệt thần di tích. Màu tím nguyệt quang chiếu rọi xuống, cả tòa di tích có vẻ hơi mộng ảo, tựa như như tiên cảnh. Kẻo kẹt. Bỗng nhiên, yên tĩnh trong rừng cây truyền ra một đạo cành khô gãy âm thanh, theo sát lấy một hồi vi hồ kỳ vi tiếng bước chân từ trong gió bay tới. Hưu. Đang lúc tiếng bước chân sắp tới trong rừng cây thời điểm, một đạo phấn tử sắc tàn ảnh vạch phá không gian bắn về phía tiếng bước chân nơi phát ra chỗ muôn vàng mộng ảo thừa dịp người tới vì phấn tử sắc tàn ảnh kinh ngạc lúc hai đạo màu băng lam trùng tia sáng từ hai bên trái phải hai bên hướng về người tới sau lưng quanh co mà đi ha ha thật không tệ công kích thế nhưng là đối với ta không cần hư dứt lời người đến trong tay áo vung ra ba viên thủy tinh cầu đón lấy bức xạ mà đến ba đạo công kích hoa lạp hoa lạp hoa lạp ba đạo thủy tinh tiến vỡ vụn truyền đến, tiếp đó không khí lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hừ. Nhìn thấy công kích bị nhân hóa giải, một đạo nải thanh nải khí tiếng hừ lạnh truyền vào trong rừng cây, theo sát lấy hai đầu lục sắt đằng mạng từ mà mặt hướng lấy phía trước hắc bào nhân bước bắn đi. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một đạo màu tím tàn ảnh, một đạo màu cam ngòi lửa, dưới mặt đất tuôn ra mấy đạo màu vàng nâu nham trụ. Vô dụng. Hưu. Thủy tinh cầu lần nữa phá không dựng lên, tình cảnh lúc trước lại xuất hiện ở trong rừng cây ta cũng không tin. Đang lúc nút trong bóng tối nải thanh nải khí chuẩn bị lần nữa ngưng kết công kích thời điểm, một đạo cao lãnh, thành thục giọng nữ cao mang theo dẫn trách ngữ khí xuất hiện. Nha đầu, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, quấy rối nữa mà nói, ta nhưng làm ngươi đưa trở về. Nghe nói như thế, nải thanh nải khí lập tức tản công kích, biểu môi thở phì phò nhìn qua trong rừng cây thấp bé đấu bồng đen. Ha ha! Ây sơ đại nhân, ngài người học sinh này thật đúng là lợi hại a. À mới vừa đi ra, ẩn thân chỗ linh đế ma đạo sĩ chính là trợ giúp ly ông cử hành nguyệt chi tiếp nghi thức những cái kia áo bào tím người. nghe nói như thế, tức giận nói, ta vừa nói xong nàng, ngươi lại muốn bị đánh đúng không? hắc hắc. hướng về phía linh đế ma đạo sĩ ngượng ngùng nở nụ cười, thấp bé đấu bồng đen lấy xuống mũ trùng, lộ ra một tấm tan thương đến cực điểm nam tính khuôn mặt. hoa a, à. xấu quá à, nải thanh nải khí. ta tự nhiên không có tiểu tỷ tỷ ngươi xinh đẹp a. À. nghe được thương tang nam trêu chọc. Nãi Thanh nãi khí sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hừ. Lão tác tên kia có nhiều ưu điểm như vậy ngươi không học, như thế nào sạch học những thứ này đồ vật loạn thất bát tao. A. À. Ngươi vậy mà biết đây là tiểu tác tử phát minh lời nói. Nãy Thanh nãi khí sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, nắm tay nhỏ bên trong truyền đến từng trận xương cốt tiếng nổ vang. Ngươi vậy mà chiếm tiện nghi của ta. Nguyên bản đang tại mỉm cười cao lãnh ma đạo sĩ cùng thương tăng nam, chỉ một thoáng toàn bộ đều mộng bức tại chỗ. Hắc hắc. Có ý tứ? ta như thế nào chiếm tiện nghi của ngươi? Ta gọi hắn lão tác, ngươi gọi hắn tiểu tác, đây không phải nói ngươi lâu hơn ta hai bối, cùng quát tư đặt nải nải bọn hắn là đồng lứa sao? Cái này cũng chưa tính chiếm tiện nghi của ta. Phốc phốc. Nghe nói như thế, cao lãnh ma đạo sĩ cùng thương tan nam trong nháy mắt bị phá công, đã biến thành hai cái không lưng tôn bự. Quy. Ê sơ lão sư, nàng cười ta coi như xong, ngươi như thế nào cũng cười theo a. À. Nàng nói chưa dứt lời, sau khi nói xong, cao lãnh ma đạo sĩ cười dữ dội hơn. Ha ha. Ha ha. Các ngươi. Hừ. Đối mặt loại tình huống này, nải thanh nải khí thở phì phò dậm chân, ngồi chồng hổng ở trên một bên gốc cây, không còn lý tới hai người. Ha ha. Ha ha. Đại khái qua một khắc đồng hồ, trong rừng cây tiếng cười dần dần biến mất, ba bóng người ngồi đối diện nhau. Saru. Tính toán, quá khó đọc, vẫn là gọi ngươi U-A. Cao lãnh ma đạo sĩ. Như vậy không tốt đâu. Dù sao. Ngài, Thương Tăng Nam, U đã chết, bây giờ ta là o đế quốc võ thần vệ thứ hai trung đội trung đội trưởng Acer, cho nên U hai chữ này về ngươi, cao lãnh ma đạo sĩ Acer, tốt a, Thương Tăng Nam vô lộ đề nhã, hai người các ngươi thảo luận qua xong chưa? Nãi thanh nãi khí, kha nhĩ miết khắc, tốt, nói chính sự, tình huống bên trong như thế nào? Acer, rõ ràng rõ ràng cổ họng của mình, vô lộ đề nhã mở miệng đáp, trước mắt hết thảy thuận lợi, dựa theo bây giờ tiến độ, đại khái lại có thời gian hai ngày. Deliora liền có thể khôi phục tự do. Ân. Ừ. Như vậy, hết thảy đều tới kịp. Acer. Theo lý thuyết. Hai ngày sau đó chúng ta liền có thể về nhà, Kha Nhĩ Niết Khắc. Điều kiện tiên quyết là Sonia bọn hắn tới đúng lúc, đồng thời ngươi hoàng Mỹ hoàn thành kế hoạch, Acer. Ta là không có bất cứ vấn đề gì, cũng không biết Elia tỷ tỷ bọn hắn có thể hay không thuận lợi đuổi tới, Kha Nhĩ Niết Khắc. Căn cứ vào số một tin tức truyền đến, ba ngày trước Natsu, Lucy đã xuất phát. Sonia Aji cũng đi theo, dựa theo thời gian suy tính, bây giờ không sai biệt lắm muốn lên đảo. Nhưng mà chậm chạp không có eo gia tin tức, không biết nàng phải chăng có thể kịp thời đuổi tới. Nhớ mày trầm tư mấy giây, cao lãnh ma đạo sĩ trầm giọng nói, ngày mai ta đi tòa kia ác ma trong thôn tìm hiểu một chút, xem có thể hay không nghe ngóng đã có dùng tình báo. Cũng chỉ đành dạng này. Vậy ta thì sao? Kha nhĩ niết khắc. Không cần Acer lên tiếng, Thương Tăng nam nắm vuốt nàng phấn mũi treo đùa, người đương nhiên là theo chân bổn đại nhân canh giữ ở trong di tích rồi. Ba. Đánh rụng trên mặt mình đại thủ, Kha Nhĩ Niết khắc cắn răng nghiến lợi nói, nghĩ hay quá ha. Ai? Cái kia không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là để cho A Sơ đại đại tiễn đưa ngươi về nhà, thần thương thương Tăng nam. Nhìn thấy nải thanh nải khí nhìn về phía mình, A Sơ đại đại phối hợp lộ ra một tấm thần sắc khó khăn. Hừ. Tiểu tỷ tỷ, đến cùng như thế nào, ngài nói một câu a? ô lộ đề nhã. Hừ. Ai? a sơ đại nhân, khổ cực ngài. Cũng chỉ có thể như thế. Nhìn thấy hai người muốn tiễn đưa chính mình trở về, nải thanh nải khí tròn trị miệng trong nháy mắt xẹp xuống. Đừng. Đừng. Đừng tiễn ta trở về. Nói như vậy. Ngươi đồng ý phương án của ta, ô lộ đề nhã. Ân. Nhìn thấy tinh bột viên trên đầu hạ điểm động, cao lãnh ma đạo sĩ cùng thương tan nam liếc nhau một cái, lần nữa cười vang. Ha ha. Ha ha! Đảo Galuna phụ cận hải vực. Hoa lạp! Liên miên tiếng sóng biển bên trong một chiếc thuyền nhỏ hướng về phía trước trăng non vịnh biển chạy tới. Vụt! Đột nhiên, trên mũi thuyền đột nhiên bắn lên một cái thiếu niên tóc đen. Ta! Ta đây là ở nơi nào? Tại đi đảo Galuna trên thuyền. Lucy! A tắc! Đưa mắt nhìn đối diện thiếu nữ tóc vàng cùng màu lam con mèo mấy giây, tiếp đó băng đồ lót đem tầm mắt khóa chặt tại trên thành thuyền phát triển mạnh mẽ nào đó long các ngươi biết mình đang làm gì sao? Đương nhiên biết. Khóc không ra nước mắt Lucy. Vậy các ngươi hoàng. Đang lúc băng đồ lót chuẩn bị tiếp tục quát lớn thời điểm, đầu thuyền bay tới một đạo âm thanh vang dội. Khách nhân, phía trước chính là đảo Galuna. Ta nói ngươi a, à, tại sao muốn lái thuyền tới đây? Cách lôi. Nghe được ra hỏi, người chèo thuyền sắc mặt trầm xuống. Tên ta là Sóng Sóng, nguyên lai là đảo Galuna cư dân, về sau vì tránh né tai ách bất đắc dĩ trốn thoát. Thật xin lỗi cách lôi, Lucy. Hy vọng các ngươi có thể giải khai trên đảo nguyền rủa, bằng không thì tai ách cũng sẽ đáp xuống trên người các ngươi. Ngay tại người chèo thuyền sóng sóng tiếng nói rơi xuống thời điểm, một hồi gió biển thổi Phật mà đến, đem hắn áo tràn cuốn lại, lộ ra đâm loạn hoành sinh ám hồng sắc lợi trảo. Đại thúc, ngài. Tay của ngài, cách lôi. Không khí trầm mặt rất lâu, cuối cùng gió biển đem hai chữ mang vào cách lôi đám người trong tai. Tai ách. Chương 588, Ác ma phá phong. Xanh tím thần điện ông bình tĩnh đến cực điểm quảng trường phóng xuất ra chói mắt lam tử sắc tia sáng theo sát lấy từng đạo pha lê rạn nứt âm thanh theo gió đi tứ tán trăng rắc đông an ổn đứng sững ở giữa quảng trường thật lâu lam tử sắc thủy tinh bỗng nhiên không lành lặng một góc thay vào đó là một cái tử kim trường hoa ân vùng vẫy hai cái cuối cùng tử kim trường hoa vẫn không thể nào dậy nát xanh tím thủy tinh ha ha không nghĩ tới cây trúc gầy thổi lâu như vậy kết quả là dạng này nói xong một bộ hắc bạch váy dài tiểu la lị vây quanh tử kim trường hoa gõ gõ đập đập. Thùng thùng. Thùng thùng. Mặc dù tử kim trường hoa bị gõ rất là đau đớn, nhưng mà bị giới hạn tự thân trạng thái, nó chỉ có thể không ngừng run rẩy, rung rung. Thiết sử nữ, ngươi đủ. Đang lúc hắc bạch váy dài tiểu la lị chuẩn bị tiếp tục đánh thời điểm, một bên kim sắc mạng che mặt nữ lang cũng lại không nhịn được. Hưu. Đông. Cứ việc hắc bạch váy tiểu la lị dùng sức phòng ngự, nhưng là vẫn bị kim sắc nữ lan công kích đánh trúng ngực bay ngược ra ngoài tiểu gia hỏa ngươi không sao chứ ông ông đem xanh tím thủy tinh bên trong tán phát tinh thần ba động tiếp thu hoàn tất kim sắc mạng che mặt nữ lan mỉm cười gật đầu cây trúc gầy ngươi nha muốn làm gì vốn là nghe được cái kia xưng hô kim sắc mạng che mặt đỉnh lông mày đã chen trở thành xuyên chữ nhưng mà khi nàng thấy rõ ràng hắc bạch váy dài bộ dáng sau đó lửa giận trong nháy mắt tiêu thất không còn một mống ha 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 cây trúc gầy ta và ngươi liều mạng. Lam tử sắc quan hoa thoáng qua, tiếp đó đang tại vọt tới trước hắc bạch váy dài lại trở về trong ao. Thiết sử nữ, bằng bản lãnh của ngươi, coi như ta đứng bất động, ngươi cũng không đã thương được ta. Ô hu! Hu hu ô ô! Nhìn qua bị cá chết lớn nuốt lấy đầu hắc bạch váy dài, tóc vàng che mặt nữ lan cười dữ dội hơn, lão tác, đánh thật hay. Nhưng ngươi khi dễ bản hoàng. Ha ha! Ha ha! Nhìn qua sóng sóng ám hồng sắc tay trái, Lucy dưới thân thể ý thức trung lên. Cái kia. Cách lôi, chúng ta bây giờ trở về còn kịp sao? Nghe nói như thế, một đầu mồ hôi đổ như thác băng nội khố chữ bậy, ngươi cảm thấy dạng này trở về hội trưởng sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cái kia. Không phải còn có Sonia tỷ tỷ sao? Lucy. Lucy, ta nhìn lầm ngươi, tức giận Happy. Con mèo nhỏ, chỉ cần ngươi chịu cống hiến cá khô, ta có thể để Sonia tỷ tỷ giúp ngươi nói hộ A. À. Lucy đại tiểu thư, hết thảy liền giao cho ngươi nước mắt đầm đìa, quỳ xuống đất hiến cá lam miêu. Từ, đắc chí vừa lòng chửi bậy nữ vương. Quy, các ngươi thảo luận những thứ này phía trước, có thể hay không trước tiên phái một người đi lái thuyền A. Cách lôi. Ngươi đang nói cái gì A, thuyền không phải sóng sóng lớn, ngực bự, thúc mở sao. Nói xong, chửi bậy nữ vương quay đầu nhìn về mũi tàu, tiếp đó nàng và lam miêu toàn bộ đều ngẩn người tại chỗ. Nha. Này. Đây là có chuyện gì, sóng. Sóng sóng lớn, ngực bự, thúc đâu, a à, y tắt ngay tại các ngươi thảo luận hối lộ đại tỷ đầu thời điểm vị đại thúc kia trực tiếp hư không tiêu thất mang theo kinh sợ cách lôi hư hư không tiêu thất happy từ lam miêu trong ánh mắt băng nội khố trong nháy mắt đọc lên bên trong ẩn tàng tin tức ngươi không nghe lầm chính là hư không tiêu thất không tin các ngươi có thể hỏi nát su a quẹ nhìn lướt qua nôn mửa thành cầu nào đó long happy cùng lucy quả quyết từ bỏ hỏi thăm hư không tiêu thất là cái quỷ gì các ngươi không phải nhìn chằm chằm vào hắn sao? Phát điên Lucy. Uy uy. Ta không cần nháy mắt sao? Nhìn qua trống trải vô ngần bình tĩnh mặt biển, chửi bậy nữ vương yếu ớt nói, vừa mới sóng sóng lớn, ngực bự, thúc nói hắn đã từng là đảo Galuna cư dân, ngươi nói hắn sẽ không phải là. Cái kia a. Cứng đờ chuyển động một vòng cổ, băng nội khố treo lên hắc tuyến đáp, làm. Làm sao có thể? Đừng quản cái tên kia, chúng ta vẫn là nhanh đi về a. Khuôn mặt đã dọa xanh Happy. Đông đang lúc chửi bậy nữ vương chuẩn bị thời điểm gật đầu một đạo tiếng va chạm to lớn xuyên thấu vô tận tấm màn đen tại ba người một mèo trong lỗ tai vang dội như thế nào ta đi cách lôi tại mọi người vẻ mặt sợ hãi bên trong một đạo mong không thấy đỉnh thao thiên cự lãng hướng về bọn hắn chỗ hải vực đập xuống ầm ầm sóng cùng xung kích xuống bốn người chỗ thuyền nhỏ cùng với xa xa hải đảo tất cả đều bị nước biển đồng hóa từ hải âu trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa hoa lạp Khoảng cách đảo Galuna không đủ tứ hải bên trong chỗ, đại lượng nước biển đột nhiên hướng về ở giữa sập tiếp, dẫn phát tiếng nổ thật to. Hô, không cẩn thận dùng sức quá mạnh. mái tóc xù thiếu nữ một bên hối hận mà lắc đầu, vừa dùng nhẹ tay vỗ trái tim nhỏ của mình. A, à. không phải nói đảo Galuna ngay ở chỗ này sao? Như thế nào không có gì cả? Lệ rơi đầy mặt đảo Galuna, tỷ tỷ, lão nhân gia ngài dùng sóng lớn đem ta chôn, có thể trách ta sao? Hoa lạp, đúng vào lúc này tiếng sóng biển vang lên lần nữa, theo sát lấy một tòa hình trăng khuyết hải đảo bị phun ra. Thì ra ở nơi đó a. À. Cười khổ lắc đầu, tiếp đó mái tóc xù thiếu nữ hướng về hải đảo bay vụt đi qua. Khụ khụ. Phi. Đem trong miệng bùng cát nhã sạch sẽ sau đó, băng nội khố hướng về phía bốn phía quát. Natsu. Lucy. Happy. Các ngươi ở nơi nào? Vang vọng hô tiếng quát tại trên bờ cát không ngừng quanh quẩn, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phiền phức lớn rồi. Ông đang lúc băng nội khố thần sắc ảm đạm thời điểm, một đạo phấn tử sắc ba động lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đem hắn người này bao phủ đi vào. Sàn sạc. Đột nhiên băng nội khố cứng ngắc đứng lên, một ngơ ngác hướng về trong cái đảo ương đi đến. Nguyệt thần di tích, dưới mặt đất hầm băng. Ông hiện ra màu tím trùng tia sáng từ sàn nhà trung ương bao phủ xuống, vừa vặn đem trong lòng đất ương khối băng lớn bao vào. Trống. Chịu đến trùng sáng màu tím triệu hoáng, khối băng lớn bên trong truyền đến một đạo the thế, tục tăng tiếng rống to. Trăng rắc. Trăng rắc. Tại trùng sáng màu tím cùng rống to âm thanh quấy nhiễu phía dưới, khối băng lớn bên trên xuất hiện vô số vết rạn. Ông. Một hồi ánh sáng màu bạc thoáng qua, hai thân ảnh xuất hiện tại khối băng phía trước. Ê sơ đại nhân, ngài không phải nói tuyệt đối băng kết có thể chống cự ba ngày thời gian sau, như thế nào nhanh như vậy lại không được. Đỉnh lông mày nhanh chóng nhăn rụt, tiếp đó lại nhanh chóng bình phục lại. Phong ấn Deliora cũng không phải thật sự là tuyệt đối băng kết, mà là bệ hạ lợi dụng ký ức tạo hình ma pháp bắt trước, hơn nữa bệ hạ vì không làm lộ cũng không hề sử dụng toàn lực, cho nên cái này khối băng mới có thể hòa tan nhanh như vậy. Dựa theo thời gian suy tính, nát su bọn hắn ít nhất ngày mai mới có thể đuổi tới, vậy phải làm sao bây giờ, tác tru đi. Đi qua nhiều năm như vậy tiêu hao, Deliora sinh mệnh lực cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, coi như không cần tuyệt đối băng kết hẳn là cũng có thể cản lại. Vậy thì xin. Ầm ầm. Hoa lạp. Tại trong hai người kinh ngạc, Vô số vụn băng khối lao hai người gương mặt rơi đập ở xa xa nham thạch bên trên Trống Chói tai tiếng trống giận dữ vang lên lần nữa Tiếp đó hai cái cự quyền cuốn lấy vô hạn lửa giận cùng hung sát chi khí hướng về đầu của hai người đập tới Băng chi tạo hình băng tuyết tường vi Thời chi ca, vĩnh ám Theo hai người tiếng quát rơi xuống Vô số băng màu trắng tường vi đem quái thú tay trái gắt gao giữ chặt Mà quái vật tay phải thì bị ám tự sắc đĩa CD trấn áp tại trên không Trống Bạo hống tiếng vang lên hai cái xanh xám cự quyền một lần nữa phát lực. Trăng rắc. Trong lúc chốc lát kia, băng tường vi trắng trong nháy mắt vỡ vụn, ám tử sắc mâm tròn cũng hóa thành bột miệng. Khụ khụ. Cường đại lực chấn động khiến cho cao lãnh ma đạo sĩ cùng thương tan nam liên tục lùi lại mấy bước, ngực càng là không ngừng trên dưới chập trùng, trong cổ họng còn phát ra trận trận khục âm. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể còn có sức mạnh mạnh như vậy? Khó có thể tin cao lãnh ma đạo sĩ. a sơ đại nhân, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm, vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp áp chế hắn a. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ còn lại một cái biện pháp. Nhìn qua A Sơ Cao lãnh thần sắc, Thương Tang Nam gào to nói, không được. Tuyệt đối không được. Trống. PS, Deliora chuyên chúc phiên dịch, lớn kêu, cái quỷ gì? Chậm chạp không thể thu thập hết phía dưới hai cái con ruồi khiến cho phá băng mà ra to con trong gió lộn xộn, nhưng khi hắn xuyên thấu qua mạng che mặt thấy rõ Cao lãnh ma đạo sĩ đội hình, mộng mức đã biến thành nổi giận. Trống. Lại là ngươi ba Một cái tác quốc bay thương tan nam sau đó, Deliora lập tức đối với cao lãnh ma đạo sĩ sử xuất song long ngập đầu thức. Băng chi tạo hình, sông la bàn. Hoa lạp. Tại xanh xám cự quyền trùng kích vào, hai đạo thật dày băng trắng mông tròn trong nháy mắt hóa thành vụn băng, đáp lấy quyền phong phiêu tán đến bốn phương tám hướng. Trống. Gì tình huống? Tại sao không có đập phải người thịt cảm giác? To con, đừng nghi ngờ, người ở chỗ này đây. Theo âm thanh nhìn lại một cái mái tóc xù thiếu nữ ôm cái kia đáng giận nữ nhân lơ lửng tại đỉnh đầu của nó còn hướng lấy nó phát ra mỉm cười dễu cực trống bạo hống âm thanh bên trong một đoàn hình nửa vòng tròn màu đỏ cam quan cầu xuất hiện tại trong miệng của nó tựa như một giây sau liền sẽ thoát ly khống chế đem trọn tòa nhà di tích quấy thành gạch ngói đá vụn nghĩ bảo nổi hỏi qua ta không có dứt lời mái tóc xù thiếu nữ hóa thành liên tiếp tàn ảnh vọt tới trước mặt của nó đông tại màu nâu tên nỏ va chạm phía dưới màu xanh đen miệng lớn đột nhiên khe hở cùng một chỗ, theo sát lấy trong đó truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Mặc dù không có đi qua xác nhận, nhưng mà ít nhất sập Delio ra mấy khỏa răng lớn. Hắc hắc. Thư thái A. Ô ô. Đừng kích động, ta này liền nhường ngươi mát mẻ một chút. Ký ức tạo hình, băng sương long tức. Một chuỗi phấn màu lam song xoắn ốc ma lực dây xích hướng về màu nâu tên nỏ hai bên khuếch tán ra, một giây sau cả tòa địa cuộc hóa thành băng lam thế giới, theo sát lấy một đầu toàn thân quấn tại màu xanh lam vẫy rồng băng sương cự long xuất hiện tại băng lam trong thế giới. Trống. Kèm theo băng sương cự long long tức phun ra nuốt vào, ngoại trừ màu nâu tên nỏ, cao lãnh ma đạo sĩ, thương tan nam bên ngoài, trong động cuộc tất cả tồn tại toàn bộ đều biến thành băng điêu. Sonia Aji, ngày tới quá là thời điểm. Tác ru đi. Đông. Thu hồi chính mình vừa mới chế tạo xong Takoya hữu quyền, mái tóc xù thiếu nữ hừ lạnh nói, kêu cái gì Aji, hô tỷ tỷ. Cái này. Ân cảm nhận được đại tỷ đầu uy áp, lại thêm một bên Acer đại nhân ra hiệu, Takrudi vô cùng có cốt khí nói, Sonia tỷ tỷ, nhân gia biết sai rồi, tha nhân gia thật không rồi. Chương 589, thật giả dân mù đường. Sonia, Eo gia bọn hắn tới rồi sao? Acer! Thu hồi đặt ở Takrudi trên đầu tay phải, đại tỷ đầu mặt sắc nghiêm túc nói, Natsu bọn hắn đã chạy tới, nhưng mà gia đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể chạy đến. Vậy phải làm sao bây giờ? Takrudi Nghe được tang thương nam tra hỏi, ba người toàn bộ đều trầm mặt xuống. Ân. Bất đắc dĩ lắc đầu đứng không, đại tỷ đầu đột nhiên phát hiện một vấn đề. Đúng, như thế nào chỉ có hai người các ngươi, vị kia đâu? Theo cái nào đó tin bột viên hình tượng tiến vào não hải, ba người ở giữa sầu khổ không khí trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là một vòng giống như hưng phấn, giống như nhìn có chút hả hê cười xấu xa. Bây giờ tiểu viên thuốc hẳn là còn ở trên hải đảo sưu tập đồ ăn, đoán chừng muốn chạm vạn tối mới có thể đuổi trở về, tác ru đi. Tìm đồ ăn. Lê ông tới nơi này thời điểm không có chuẩn bị đồ ăn sao? Nhìn đại tỷ đầu nhăn lại đỉnh lông mày, hai người trong nháy mắt đoán được đối phương lĩnh hội sai ý tứ. Ha ha. Sonia muội muội, ngươi nghĩ sai, tiểu viên thuốc là cho ba người chúng ta tìm ăn, không phải cho ở trên đảo tất cả mọi người tìm đồ ăn, Tây sơ. A. Ba người các ngươi đồ ăn cần tìm mười mấy tiếng sao? Đối mặt kinh ngạc không thôi đại tỷ đầu, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó thần đồng bộ cười ha hả. Ha. Ha ha. ha ha. ha ha. Chốc lát Tiếng cười dần dần kết thúc, Tang Thương Nam chậm rãi tiến lên, mở miệng nói ra, "Sonia tỷ tỷ, chúng ta muốn đồ ăn cũng không nhiều, đại khái cần 20 phút liền có thể tìm đủ, nhưng mà tinh bột viên thuốc Hoàng Mỹ kế thừa nàng lão cha dân mù đường thuộc tính, cho nên." Phốc phốc. Ha ha. Ha ha. Theo cha con sông dân mù đường hình ảnh bị não bổ đi ra, yên tĩnh không bao lâu không khí lần nữa bị chung bạc âm thanh lấp đầy, hơn nữa còn nhiều một cái thành viên. Không nghĩ tới tinh bột viên thuốc vậy mà. Ha ha. "Sonia" nào chỉ là kế thừa, quả thực là thanh xuất vu lam A. Acer. A. Sonia, tác Rudy. đi. Hắn giọng một cái, Acer đại nhân giải thích nói, các đai eo tên kia mặc dù cũng là dân mù đường, nhưng mà hắn sẽ chỉ ở địa phương xa lạ phát bệnh, thế nhưng là tinh bột viên thuốc tại chính mình trong cung điện đều biết tìm không thấy lộ. Khụ khụ. Không phải chứ, tác ru đi. Ba năm trước đây, tinh bột viên thuốc đi tiểu đêm, kết quả là tìm không thấy lộ trở về tẩm cung, về sau đầu óc choáng váng mà mò tới gian phòng của ta, tại ta nơi đó ngủ một đêm, sau khi trời sáng ta tự mình tiễn đưa nàng trở về. Ha ha! Đây tuyệt đối là con gái ruột A. À. Sonia! Thực chùi A. À. Tác Rudy! Nhìn nhau sau một lúc, đám người lần nữa cười ha hả, Deliora, các tỷ tỷ, có thể hay không tôn trọng một chút ta à? Ha ha! Ngạch, có biện pháp, Sonia! Biện pháp gì, Tác Rudy, Acer? Hướng về hai người vẫy vẫy tay. Tiếp đó đại tỷ đầu ghé vào hai người bên tai nhanh chóng nói thầm đứng lên hừ hừ. Tại trong một tiếng giọng mũi, băng quần lót ánh mắt dần dần rõ ràng, một giây sau, một bộ cực không vừa người trường bào màu tím tiến đụng vào con ngươi của hắn. Ngươi đã tỉnh. Không đợi băng đồ lót thấy rõ trường bào màu tím chủ nhân, một tấm phấn trang ngọc rắc khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trước mặt của hắn. Vụt. Tại thân thể bản năng dưới sự khống chế, băng đồ lót vội vàng hướng về đằng sau trượt một khoảng cách. Hừ. Bản tiểu thư có khủng bố như vậy sao? Theo thần trí dần dần khôi phục, băng đồ lót đột nhiên phát hiện đạo này thanh âm tức giận hình như có chút quen tai Quy, bản tiểu thư nói chuyện cùng ngươi đâu tinh tế quan sát mấy giây băng đồ lót tính thăm dò mà hỏi thăm ngươi là kha nhị niết khắc a à. ngươi tại sao biết ta thật không hổ là con gái ruột a à, trí nhớ này lực tuyệt thu thập xong trong lòng nghĩ linh tinh băng đồ lót treo lên hắt tuyến nói ngài quên rồi sao trước đây ngài đến tìm eo gia là ta cho ngài đưa tới lộ a à. đầu não phong bạo rất lâu cuối cùng tinh bột viên thuốc mới tại Thái Dương bóng đèn dưới sự nhắc nhở, nàng cuối cùng tại não hải trong đống rác tìm được một phần ba năm trước đây ký ức. Nguyên lai là ngươi A. À. Ngài rốt cuộc nhớ tới. Quét một vòng bốn phía, tinh bột viên thuốc nắm lấy băng quần lót bả vai hỏi, eo da tỷ tỷ đâu? Nàng tới rồi sao? Cái kia. Tinh bột viên thuốc không chỉ có hoàng mỹ kế thừa nào đó tác dân mù đường, khuôn mặt mù thuộc tính, nàng lão cha nhạy cảm sức quan sát cũng không ném, cho nên nàng trong nháy mắt liền phát hiện băng đồ lót sau óc mồ hôi đổ như thác cùng hắc tuyến. Đúng, ngươi tên là gì? Mặc dù tinh bột hoàng chủ đề nhảy chuyển độ rất lớn, nhưng mà xem như một cái hợp cách yêu tinh, băng đồ lót vẫn là rất mau cùng đi lên. Ta gọi cách lôi, phun bớt, lần này tới đảo Galuna là... Cái gì? Ngươi là cách lôi. Sao rồi? Sư. Không đợi băng đồ lót tiếp tục đặt câu hỏi, tinh bột viên thuốc kéo lấy băng đồ lót lăn không dựng lên, hướng về trong cái đảo ương bay vút lên mà đi. Ô! Tiêu Túc Ngưu giác hào bên trong, một chiếc lạc ấn lấy hải tặc ký hiệu đen thuyền buồn đạp gió rẽ sóng mà đến. Đại nhân, chúng ta thật muốn đi đảo Galuna sao? Trung lẫy bảy thuyền trưởng hải tặc. Đương nhiên. Đại nhân, đảo Galuna phía trên không có gì cả, đạp vào sau đó còn có thể lọt vào nguyền rủa, ngài. Ngài đi nơi nào làm gì, hải tặc giáp. Ta chỉ là đi mang về phá hư quy của gia hỏa mà thôi. Nhìn qua trụ kiếm mà đứng áo giáp bạc kỵ sĩ, bọn hải tặc trong mắt bốc lên vô số viên màu hồng tiểu tâm tâm. Đại tỷ đầu, làm ơn nhất định để chúng ta đuổi theo ngài. Hải tặc giác. Đúng. Xin ngài nhận lấy đầu gối của chúng ta. Hải tặc ức. Ân ân. Bọn hải tặc. Cái kia. Đại tỷ đầu, làm ơn nhất định cũng cho ta tham dự trong đó, sùng bái không thôi thuyền trưởng hải tặc. Tăng tốc tốc độ, mau chóng đuổi tới đảo Galuna. Minh Bạch. Sắc mặt nghiêm túc trả lời song tất, thuyền trưởng hải tặc hướng về phía một đám hải tặc giận dữ hét tiểu ngũ tiểu lục nổi lên cánh buồn tiểu tứ tiểu thất gia tốt mái chèo a y tắc bọn hải tặc hát đi cái này hình như là ta chuyên chút lời kịch a tại một đám hải tặc công việc phía dưới thuyền hải tặc tốc độ trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn đương 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 không đợi thuyền hải tặc hóa thân hắc tuyến biến mất ở mênh mông trên mặt biển cột bùng phía trên bỗng nhiên truyền đến cảnh báo chậm lại tiếng chung kẻo kẹt dừng ngay phía dưới thuyền hải tặc nhanh chóng hoàn thành một chữ cùng mấy chữ hình thái chuyển đổi. Từng ực. Bất ngờ không đề phòng, bọn hải tặc toàn bộ đều biến thành mượt mà viên thịt trên bông thuyền lăn không ngừng, liền yêu tinh nữ vương đều lung lay hai cái, hơi kém cùng hải tặc các tiểu đệ một dạng, cùng sàn nhà tiến hành tiếp xúc thân mật. Lão Tam, tiểu tử ngươi làm cái gì a? À? Nghe được phía trước lão đại gầm thét, nắm chặt trục lái độc nhãn long hải trộm vội vàng buông tay, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, đại ca, cùng ta không có đóng, là lão nhị phát dự cảnh, nhìn thấy đám người khóa chặt chính mình trên cuộc buồn béo hải tặc vội vàng giải thích đại tỷ đầu lão đại ta cũng không muốn dạng này a à, nhưng mà phía trước có tình huống a à. ân ừ. nghi vấn giọng mũi phát ra sau đó đám người vội vàng chạy đến bong tàu phía trước đó đó là vật gì tiểu ngũ tự tự như là cá nhân lão tam quỷ kéo người làm sao lại trưởng thành dạng này còn nữa người sao có thể đứng tại trên mặt biển tiểu lục hô bình tĩnh trên mặt biển bỗng nhiên cuốn lên một hồi gió biển, theo sát lấy bao phủ tại thuyền hải tặc phía trước hơi nước bị xé mở một đường vết rách, lộ ra dấu ở trong đó thần bí tồn tại. Đại tỷ đầu, lão đại, là người. Phía trước cái kia là người, hơn nữa còn là một nữ nhân. Cơ hồ ngay tại trên cuộc bùng âm thanh rơi xuống đồng thời, trên bông đám người cũng thấy rõ phía trước tình cảnh. Sonia đại tỷ đầu. Nghe được trên bông kinh uống, khoanh chân ngồi ở trên mặt biển màu nâu bóng lưng chậm rãi xoay đầu lại. Hơ rô tác, người khoát tới, vật đổ nhanh lần thổ. Ô ô! Eo da, ngươi đã tới, ta đều mau ăn nôn. Theo màu nâu bóng lưng mở miệng, từng khối đỏ trắng thịt cá từ trong miệng của nàng trượt xuống, trên mặt biển gây nên từng cơn sóng gợn. Sonia đại tỷ đầu, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài không phải. Nghe được yêu tinh nữ vương lời nói, mái tóc xù thiếu nữ tựa như nhũ yến về tổ đồng dạng, khóc nhào vào trong thô sát khô giác. Ô ô! Biến cả quá kinh khủng, nơi nào đều lớn lên một dạng, căn bản không có đường. Ô ô, thịt cá quá khó ăn, thật nhiều đâm, nhân da cổ họng đều bị đâm đau. Ô ô. Nhìn khóc như mưa đại tỷ đầu đại tỷ đầu, đứng tại cuộc bùng phụ cận đám hải tặc toàn bộ đều mộng bức. Cái kia, đại tỷ đầu đại tỷ đầu cũng quá yếu đuối a. Lão Tam, chính là Hoàn toàn chính là một cái tiểu hài như a. Lão nhị! sẽ không phải là đại tỷ đầu sai lầm a. Tiểu Ngũ, Đông. Đông. Lần lượt thưởng mấy cái tiểu đệ ta coi yêu tinh nữ vương phan lúc tiểu đội trưởng thuyền trưởng hải tặc thấp giọng dạy dỗ các ngươi biết cái gì nếu là đem các ngươi ném ở không có một bóng người trên mặt biển hai ba thiên các ngươi còn không bằng đại tỷ đầu đại tỷ đầu đâu lớn kiêu, khụ khụ ngượng ngùng bản thân là eo gia phan lúc phó hội trưởng không giống với hải tặc các tiểu đệ nhìn qua khóc ròng ròng đại tỷ đầu eo gia nhớ tới trước kia quát tháo công hội hai cái đại nhân vật một cái cùng đặc thù dân mù đường nhìn lướt qua không chút rung động mặt biển yêu tinh nữ vương lắc đầu tiếp đó đem trong lòng lộ chữ lao, đổi lại hải chữ. Thế là, một cái mới phát yêu tinh thuộc tính tại yêu tinh nữ vương trong lòng sinh ra, đồng thời tại không lâu tương lai vang dội toàn bộ Magnolia. Đại tỷ đầu, ngài. Sẽ không phải là ở trên biển lạc đường A. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng mà tại trước mặt sự thật, Sonia đại tỷ đầu cũng chỉ đành đỏ mặt gật đầu một cái. Theo lý thuyết Natsu bọn hắn đã đến đảo Galuna. Ta từ công hội sau khi đi ra liền trực tiếp hướng về trên biển bay tới, về sau. Về sau liền cho nên ta cũng không biết bọn hắn có hay không đến đảo Galuna. Lần này không xong. Không quan hệ. Ta có thể trực tiếp mang ngươi từ không trung bay qua, nhưng mà có cái tiền đề. Ngươi phải nhận ra lộ. Vốn là còn một ít kích động, nhưng mà sau khi nghe được nửa câu, yêu tinh nữ vương sắc mặt toàn bộ đen lại. Chương 590, Vĩ Thác bắt đầu thi hành. Đảo Galuna đường ven biển. Như thế nào, đã tìm được chưa? Lucy. Nghe được chửi bậy nữ vương lời nói, Happy cùng hỏa long nhau nhau lắc đầu. Băng đồ lót da hỏa này đến tột cùng chạy đi đâu? Natsu. Có thể bị sóng biển vọt tới hòn đảo một chỗ khác, Happy. Cái kia. Vậy phải làm sao bây giờ, lo lắng Lucy. Không nói gì nhau mấy giây, cuối cùng Happy trong lỗ tai ở giữa sáng lên một chiếc màu vàng sáng bóng đèn. Đúng, chúng ta trước tiên có thể đi tuyên bố ủy thác thôn, thỉnh người trong thôn tìm giúp. Nghe được Lam Mèo đề nghị, chữ bậy nữ vương hai mắt sáng lên nhìn qua vỗ đầu của hắn nói, làm tốt lắm. A y vung. Vậy liền nhanh đi thôi, bụng của ta đều nhanh đói xẹp. Vốn là một mặt nghiêm túc hai người, nghe nói như thế, toàn bộ đều phủ lên một đầu hắc tuyến. Ân. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, đi nhanh lên A. Dứt lời, hỏa long một ngựa đi đầu biến mất ở trong rừng, còn lại hai người liếc mắt nhìn nhau, cười khổ đuổi tới. Nguyệt thần di chỉ ngoại vi. Nhìn qua phía trước phía trước quen thuộc kiến trúc, lôi băng quần lóc tinh một viên thuốc giảng nhẹ một hơi. Chung quy là trở về. Sưu. Dứt lời, tinh bột viên thuốc cùng băng đồ lót hướng về phía dưới rừng cây hạ xuống mà đi. Sau khi rơi xuống đất, băng đồ lót một bên xuyên tinh bột viên thuốc giúp hắn chuẩn bị màu tím mạng che mặt trường bào, một bên thấp giọng hỏi, Kha Nhĩ Niết Khắc đại nhân, đây là địa phương nào a? À? Đây là đảo Galuna trung ương nguyệt thần di tích. Đây là đảo Galuna. Đúng thế. Thu hồi khiếp sợ trong lòng, băng đồ lót tiếp tục truy vấn nói, ngài như thế nào một người đi tới nơi này? Hướng về phía băng đồ lót lắc đầu, Tinh bột viên thuốc mở miệng nói ra, ta cũng không phải một người tới, mà là cùng A sơ lão sư cùng tới ở đây du ngoạn. Nàng bây giờ đang trong di tích mặt chờ ta đây. Mặc dù cũng không biết vị này A sơ lão sư là người nào, nhưng mà băng đồ lót có thể chắc chắn thân phận của đối phương tuyệt đối không có trước mặt tinh bột viên thuốc cao quý. Vị này A đại nhân cũng quá đáng, lại đem một mình ngài ngươi ném ở bên ngoài, chính mình trốn ở chỗ này hưởng thanh phúc. Nhìn thấy vì mình đau khổ, tao ngộ tức giận bất bình băng đồ lót, tinh bột viên trong lòng nói tiếng cảm ơn tiếp đó yên lặng chửi bậy, hy vọng về sau ngươi sẽ không vì câu nói này hối hận. Ở trong lòng thay băng đồ lót cầu nguyện hoàn tất, tinh bột viên thuốc kéo xuống trên đầu mạng che mặt, dắt băng đồ lót hướng về di tích nội bộ đi đến. Kha nhĩ niết khắc lớn. Xuyệt. Đừng nói chuyện. Bằng không thì sẽ bại lộ. Đi qua tinh bột viên nhắc nhở, băng đồ lót lúc này mới ý thức được chính mình cùng tinh bột viên thuốc mặt tựa như là một cái tổ chức nào đó chế phục, lại liên tưởng đến vừa mới tinh bột viên mà nói, băng đồ lót cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì, thế là hắn không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi theo tinh bột viên thuốc hướng di tích nội bộ đi đến. Ai? Ngay tại hai người mới vừa đến di tích trước cổng chính, hai bên trong rừng cây tránh ra vô số đạo áo bào tím thân ảnh. Tứ thúc, ninh bà bà, là ta à? Nghe được tinh bột viên âm thanh, dẫn đầu hai cái áo bào tím người nhao nhao trầm tĩnh lại. Là ríu rít a à. Nhị trọng tấu. Cũng không phải chính là ta đi. Đang chuẩn bị mệnh lệnh các bộ hạ rút lui thời điểm, tứ thúc bỗng nhiên chú ý tới tinh bột viên thuốc bên người băng đồ lót. Triếu triếp, hắn là ai? Tứ thúc, ta không phải là cùng ngài nói sao, ta có một cái biểu ca bị sóng biển thổi tan, không biết lưu lạc đến nơi nào, không phải sao? Hôm nay đã tìm được. Triếu triếp, ngươi như thế nào đem ma đạo sĩ bào cho hắn, không vui tứ thúc. Biểu ca ta là lóc đi trấn người sống sót, nghe nói linh đế đại nhân sự tình sau đó, lập tức biểu thị muốn giúp đỡ, cho nên ta đem hắn mang đến, ma đạo sĩ bào cũng phát cho hắn. Nghe được tin bột viên giảng giải, áo bào tím nhân trung trong nháy mắt vang lên kịch liệt tiếng thảo luận. Không nghĩ tới lóc đi trấn vẫn còn có người sống sót. Đó là ngươi cô lậu quả văn, lóc đi trấn không chỉ có người sống sót, hơn nữa còn không chỉ một đâu. Thật hay giả. Trước đây mang. Cái kia hỗn đảng phá hư triệt để nhất chính là lóc đi trấn, nghe nói cả tòa thị trấn đều bị sang bằng, so với chúng ta ê sơ đúc trấn còn thảm. Thật sự. Ta từng nghe linh đế đại nhân nhắc qua, trước kia hắn cùng một cái khác đại nhân đuổi tới lóc đi trấn cứu mấy cái người sống sót nói như vậy thật sự đó là đương nhiên ai đứa nhỏ này cũng là đáng thương a à? đúng vậy a à? đúng vậy a à? người nói vô tâm nhưng mà thân là người nghe băng đồ lóc lại khiếp sợ đến cực điểm đồng thời trong lòng của hắn một đạo cửa đá bị đẩy ra một đạo to lớn to lớn vô cùng kinh khủng thân ảnh xuất hiện trong đầu tốt đều đừng nói nữa nghe được tứ thúc lớn tiếng hô uống trừng cây hai bên áo bào tím người nhao nhao an tỉnh lại nhưng mà toàn bộ đều một mặt không hiểu nhìn qua hắn Triếu Trích A, à, biểu ca ngươi cũng mệt mỏi, nhanh chóng dẫn hắn đi về nghỉ ngơi đi. Tứ thúc tiếng nói rơi xuống, chúng áo bào tiếng người lúc này mới phát hiện tinh bột viên thuốc bên cạnh thân thân ảnh đang rung lẩy bẩy, cho nên bọn họ trong nháy mắt lĩnh hội tứ thuốc ý tứ, nhao nhao vọt đến một bên đường, dùng xin lỗi cùng quan tâm ánh mắt đem tinh bột viên thuốc hai người đưa vào di tích. Kha. Không đợi băng đồ lót đem lời nói xong, tinh bột viên thuốc vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, lớn tiếng nói, biểu ca, đừng kích động, tên hỗn đảng kia chẳng mấy chốc sẽ chịu trừng phạt xác nhận bên cạnh không có những người khác sau đó, tinh bột viên thuốc nhẹ giọng nói, ở đây không phải nói chuyện chỗ, đi theo ta. Nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, tiếp đó băng đồ lót tùy ý tinh bột viên thuốc dắt chính mình hướng cùng với nội bộ đi đến, đúng vào lúc này, bên ngoài cửa chính truyền đến từng trận an ủi thanh âm. Tiểu huynh đệ, triếu triết nói rất đúng, tên hỗn đảng kia chẳng mấy chốc sẽ chịu đến trừng trị. Không tệ. Tiểu huynh đệ, yên tâm, hết thảy đều đi qua. Đúng thế, từ tiền phương cao vút trại tường bên trên thu hồi ánh mắt sau đó, chửi bậy nữ vương cảm khái nói, đây cũng quá cao a à? Hắc hắc. Mặc kệ nó. Đi vào trước thật no ăn một bữa lại nói. Khóe miệng phi lưu ba ngàn thước nát su. Chửi bậy nữ vương hữu tâm phản bác một chút, nhưng mà bụng lại trước tiên phát ra đồng ý âm thanh, thế là tóc vàng mỹ thiếu nữ sắc mặt xấu hổ đỏ bừng gật đầu một cái, sau đó cùng Long miêu tổ hợp đi tới trước cửa trại lớn tiếng kêu cửa. Huy. Mở cửa nhanh a à? nghe được phía dưới cao thấp không đều tiếng kêu cửa vọng lâu phía trên thô kịch đại hán mang theo vũ khí trong tay trung lẫy bẫy mà hỏi thăm các ngươi là người nào tới nơi này làm gì chúng ta là ma đạo sĩ phe đến đây thi hành ủy thác nhiệm vụ nói xong hỏa long rung lên trong tay ủy thác thư răng rắc răng rắc chốc lát trại tường phía trên truyền đến từng trận ma sát thanh âm theo sát lấy cửa trại chậm rãi kéo tại sao ta cảm giác giống như tiếng vào quái thú trong mồm chảy mồ hôi đổ như thác lucy lucy ngươi sẽ không phải là sợ chưa? Nháy mắt ra hiệu lam mèo. Không đợi chữa bậy nữ vương phản bác, không kịp chờ đợi nát su liền đem hai người lôi vào trong cửa lớn. Các ngươi chính là đến đây thi hành nhiệm vụ ma đạo sĩ. Nhìn trước mặt che phủ nghiêm nghiêm thật thật thần bí tồn tại, nát su gật đầu một cái, đáp không tệ. Hy vọng các ngươi làm xong phong phú chuẩn bị tâm lý. Ân. Ừ. Cứ việc trong lòng mộng bức không thôi, nhưng mà ba người vẫn là vô ý thức gật đầu một cái. Nếu đã như thế. Nói đến đây, dẫn đầu che mặt áo choàng hướng về sau lưng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp đó một đám vàng hạt áo choàng bốc trên người che lấp chi vật. Này! Đây là, kinh ngạc Lucy. Cùng phía trước đại thúc đó một dạng. Thấp giọng Happy. Tựa như không có cảm nhận được trong sân rộng dị thường bầu không khí, một mặt ngôi sao nhỏ hỏa long cảm thán nói, quá khóc a. À. Trong lúc chốc lát kia, quảng trường tất cả mọi người đều quét lên một lớp bụi màu trắng, đúc ở phía xa nào đó cây đại thụ bên trên nào đó đạo thân ảnh càng là kém chút ngã chổng vó đây chính là chúng ta hạ đạt vĩ thác nguyên nhân chuyên thuộc về đảo galuna nguyền rủa sắc mặt nghiêm túc thôn trưởng ngài làm sao biết đây là nguyền rủa đâu có thế có thế đây chỉ là một loại đặc thù bệnh truyền nhiễm đâu lucy hướng về phía chửi bậy nữ vương lắc đầu thôn trưởng giải thích nói chúng ta trước kia cũng nghĩ tới loại tình huống này thế là tìm rất nhiều y sư tới nhưng mà căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng có phải hay không là những y sư kia tiêu chuẩn không đủ a à? Happy không có khả năng. Những y sư kia là chúng ta tiêu phí trọng kim từ o đế quốc thuê tới, y thuật khá cao siêu, trong đó một cái đã từng vẫn là o đế quốc ngự y, thô kịch đại hán. Càng quan trọng chính là, chúng ta ban ngày cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có đến buổi tối, cái kia luận màu tím mặt trăng xuất hiện thời điểm, chúng ta mới có thể biến thành cái bộ dáng này. Đúng vào lúc này, đám mây rất phối hợp bay tới một bên, lộ ra một vòng phấn tử sắc trăng tròn. Vần trăng này nhìn xem thật buồn nôn a. À. natsu Nát su tại sao ta cảm giác có chút tiểu kinh khủng a à? thấp giọng chửi bậy lucy a à. ngạch xoẹt ngay tại hai người một mèo hướng về phía vấn tử sắc trăng tròn mỗi người phát biểu ý kiến của mình thời điểm phía trước thôn dân bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thống cổ theo sát lấy trong sân rộng truyền đến từng trận áo lụa xé rách âm thanh đợi cho lucy bọn hắn cúi đầu hướng về quảng trường nhìn lại thời điểm nguyên bản thôn dân đã không thấy thay vào đó là một đám mọc ra răng nhọn móng sắt đỉnh đầu sừng dài trên thân thể gai ngược nảy sinh trải rộng vàng sinh vật quái dị nha hoảng sợ gào thét đồng thời long tơ đảo thụ chửi bậy nữ vương nhanh nhẹn mà trốn đến nát su sau lưng đồng thời lên trong tay màu lam tấm trắng happy a y vung khối này tấm trắng là ta diện mạo vốn có biểu diễn hoa a à. quá khóc sừng nhọn cùng gai ngược a à, ta cũng muốn a à. nói xong hỏa long tiến lên mấy bước tại thô kịch đại hán biến thành màu đỏ ác ma trên thân sờ không ngừng khụ khụ chúng ta có phải hay không nên tiếp tục nói chuyện a à? lúng túng mo cha nghe được thôn trưởng mà nói hai người một mèo lập tức ngồi hàng hàng hảo yên tĩnh lắng nghe thôn trưởng giảng giải